Lần trước chúng ta đã sang cái bài hô hấp rồi, là chữ B. Trong quá trình tiếp cận nó có chữ A, B, C, D, E. Thì chúng ta đã qua chữ A là chữ airway, chữ B là chữ breathing. Breathing thì chúng ta có hai phần, đó là oxy liệu pháp và tiếp cận siêu hấp. Giờ chúng ta qua chữ C, tiếp cận với sốc. Thì bài hôm nay sẽ được, cái bài lecture sẽ do bác sĩ Bảo Đạt trình bày với chúng ta. Bác sĩ Bảo Đạt hiện tại thì đang công tác trong hai lĩnh vực. Thứ nhất là nhi ở Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Hai là hồi sức cấp cứu người lớn ở Bệnh viện 11. Thì bác sĩ Bảo Đạt sẽ mang đến chúng ta bài trình bày về tiếp cận sốc ở trong cấp cứu. Xin mời bác sĩ Bảo Đạt. Alo, chào mọi người. Ngày hôm nay này sẽ trình bày cái bài tiếp cận về sốc ở trong cấp cứu cho mọi người. Trước khi mà vô bài này chắc là mình sẽ làm một cái câu mentee về cái sơ lược qua của cái bài nha. Mọi người vô cái mã quy code nha. Xong rồi mình sẽ vô câu hỏi số 1. Mọi người chiếu cái mã quy code nha. Rồi, đầu tiên cái câu hỏi số 1 của mình là trước giờ thế nào mọi người quan niệm nghĩa là tụ huyết áp thì theo bạn là có đúng hay không? Rồi mình bắt đầu vote nha. Còn khoảng chừng 30 giây nữa để vote nha mấy bạn. Các bạn tranh thủ vote. Được rồi. Trường học online, mày vô phải học online nữa. Cái kết quả của mình là sẽ là 42 bạn trả lời là không phải và có 13 bạn trả lời là phải ha. Thì
cái nội dung của cái bài học hôm nay á, sẽ giúp cho mình xác định được cái câu trả lời của cái bài này là sóc có phải là tội ác hay không nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu cái bài học của mình ha. Mục tiêu của bài học của mình là sẽ gồm có bốn mục tiêu. Thứ nhất là mối quan hệ giữa sốc và tụ huyết áp. Rồi mục tiêu thứ hai là các dấu hiệu lâm sàng và những cái xét nghiệm để giúp cho mình chẩn đoán sốc. Rồi cái mục tiêu thứ ba tức là phân loại giữa các loại sốc. Và mục tiêu cuối cùng tức là các bước điều trị ban đầu sốc ở trong cấp cứu ha. Thì mình thấy sốc tức là cái tình trạng giảm oxy cung cấp, mất cân bằng giữa oxy cung cấp và oxy tiêu thụ dẫn tới tổn thương tạng tùy theo nhiều cái mức độ mức khác nhau. Vậy thì mình sẽ tìm hiểu là oxy cung cấp thì nó gồm những có cái yếu tố nào. Mình thấy là tim của mình á nó sẽ bơm máu từ bơm máu và cái tim nó sẽ bơm máu có vào oxy ra để tới mô và nó cung cấp oxy cho tế bào. Thì mình thấy đấy, mình có công thức là oxy cung cấp bằng cung lượng tim nhân cho nồng độ oxy ở trong động mạch. Và cái nồng độ oxy ở trong động mạch thì nó lại bằng cái công thức là 1,9 nhân cho hemoglobin và nhân cho độ bão hòa oxy và nhân cho 0,003 nhân cho áp lực liên phần của oxy. Thì mình thấy rằng cái áp lực liên phần của oxy nó có cái giá trị không có đáng kể trong công thức này. Vậy tóm lại mình rút gọn lại mình sẽ thấy là cái oxy cung cấp mình bằng cung lượng tim nhân cho cái nồng độ hemoglobin và cái độ bão hòa của oxy. Vậy thì cái oxy cung cấp chủ yếu là phụ thuộc vô ba cái đại lượng này. Thứ nhất là CO, thứ hai là hemoglobin và thứ ba là SLO2. Thì nếu mà mình thấy rằng nếu có tình trạng mà giảm cung lượng tim thì giảm cung lượng tim, CO thấp hoặc là cái hemoglobin mình thấp thì sẽ dẫn tới là giảm oxy cung cấp. Còn nếu như mình có những cái tình trạng về chuyển hóa bất thường như là sốt, lo lắng, đau hoặc là hoạt động cơ quá mức thì sẽ làm tăng oxy tiêu thụ. Tuy nhiên trong một cái giai đoạn sớm của sốc á, cái cơ chế chủ yếu của mình chính là cơ chế mà giảm giảm oxy cung cấp. Vậy khi ở cái nồng độ oxy không đổi và hemoglobin cũng không đổi luôn thì cái nguyên nhân mà giảm cung lượng tim thì sẽ dẫn tới giảm cái oxy cung cấp. Rồi mà trong trong đó mình biết là cái cung lượng tim của mình sẽ bằng nhịp tim nhân cho short volume, và short volume của mình thì gồm có ba thành phần là tiền tải, cơ bắp cơ tim và hậu tải. Rồi ở đây là hình của một cái tam giác tưới máu. Cái tam giác tưới máu này gồm có ba thành phần. Thứ nhất một là tim, nó đóng vai trò chức năng là bơm mạch máu chính là nơi chứa, và máu chính là cái thể tích nằm ở trong lòng mạch. Nếu mà cái tim của mình nó bị tổn thương thì nó sẽ không bơm đủ máu để tới mô. Mạch máu của mình nếu mà nó bị giãn thì nó sẽ không đủ cung lượng tim để đưa máu trở về tim. Nếu mà mình thiếu thể tích lòng mạch hoặc là thiếu máu thì sẽ dẫn tới giảm cái lượng tưới máu mô, thì cũng giảm tưới máu của toàn cơ thể luôn. Vậy thì mình thấy rõ ràng là ba cái góc của cái tam giác này nó tương ứng như là cái hình của tiền tải, hậu tải và sức cơ bắp cơ tim. Vậy thì giảm tưới máu mô chính là giảm cái thể tích nhát bóp và là giảm cung lượng tim. Vậy ta thấy là cái thông số mà để đánh giá sốc á, chính cái thông số mà để huyết động mà để đánh giá sốc chính là cái CO. Tuy nhiên là thực tế là CO á, mình không có đo được bằng những cái phương pháp thông thường ở trên lâm sàng, cho nên người ta sẽ sử dụng một cái chỉ số khác để đánh giá cái CO, như là huyết áp. Bởi vì mình thấy huyết áp nó bằng cái công thức là CO nhân cho tổng kháng lực mạch máu ngoại vi. Vậy thì thế nào thì gọi là huyết áp? Huyết áp định nghĩa là chính là áp lực được tác động bởi máu chống lại bất cứ cái đơn vị diện tích nào của thành mạch. Thì cái giá trị bình thường của huyết áp là huyết áp tâm thu của mình chỉ là 90 cho tới 120, huyết áp tâm trương của mình là 60 cho tới 80. Nếu mà dưới cái mức này nghĩa là huyết áp thấp. Vậy thì ngoài ra mình còn có cái huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Thì thường chức năng của huyết áp tâm thu chính là cái cung lượng tim, và cái huyết áp tâm trương chính là kháng lực mạch máu ngoại vi. À,
Kế tiếp là mình nói về cái điều hòa tưới máu bởi huyết áp. Thứ nhất là cung lượng tim mình luôn được đảm bảo bởi cơ chế tự điều hòa tưới máu mô của huyết áp. Ở hình này thì mình thấy cái sự tương quan giữa cái huyết áp trung bình và cái tưới máu mô. Thì ở người bình thường á, thì cái huyết áp trung bình mình nó sẽ dao động từ 65 cho tới 160. Nếu mà cái huyết áp mình ở dưới cái mức này, nghĩa là giảm tưới máu mô, thì mỗi một cái người khác nhau á, thì đều có cái mức nền tưới máu, mức nền huyết áp khác nhau, cho nên dẫn tới cái giới hạn điều hòa tưới máu mô nó cũng khác nhau. Ví dụ như cái bệnh nhân mà bị suy thận, tăng huyết áp mãn tính, nếu mà mình thấy cái huyết áp trung bình của họ là 70, tức là bệnh nhân này có giảm tưới máu mô rồi. Kế tiếp là mình nói về cơ chế tự điều hòa của bản thân của huyết áp. Và khi mà mình huyết áp của mình bị tụt á, thì bản thân mình sẽ có một cái cơ chế để điều hòa của nó, để giúp cho mình nâng lên cái huyết áp lên cái giá trị về bình thường. Thì khi huyết áp tụt thì mình thấy rằng các cụ thể áp lực nằm ở xoang cảnh và nằm ở cái cung lòng mạch chủ sẽ bị tác động và nó làm kích thích tăng hệ thần kinh giao cảm. Và cái hoạt động này nó cũng sẽ tác động lên các tủy thượng thận, làm tiết ra các catecholamine nội sinh là epinephrine và norepinephrine. Thì những cái này á, nó sẽ tác động lên làm tăng nhịp tim và tăng sức co bóp cơ tim, giúp cho mình tăng cái CO này lại. Ngoài ra còn có những cái tác dụng lâu dài, ví tác động lên thận. Khi mà giảm tưới máu thận thì sẽ dẫn tới kích thích tiết ra renin, angiotensin. Những cái này thì nó cũng sẽ gây co mạch và nó gây cho mình là giữ múi nước, giúp cho mình tăng tiền tải. Vậy thì những cái phản xạ này á, nó giúp cho mình là tăng cái CO và tăng SVR lên để giữ cho cái huyết áp về với lại cái mức gần như là bình thường. Thì mình thấy rằng phản xạ cụ thể á, thì thường nó sẽ xảy ra trong những cái giây đầu tiên, đây là cái phản xạ mà cứu mạng của mình. Còn những cái phản xạ của thận á, thì thường là nó sẽ mất khoảng chừng một ngày mới có những phản xạ này. Vậy thì mình thấy rằng huyết áp là cái thông số huyết động mà mình có thể theo dõi gián tiếp được cho cung lượng tim ở trên lâm sàng. Như vậy thì cái cách đo của nó sẽ như thế nào? Thứ nhất là có hai phương pháp đo, một là xâm lấn, hai là không xâm lấn. Nếu mà xâm lấn á, thì sẽ thường dành ở trong ICU. Cái bài của mình là theo dõi cái sốc ở trong cấp cứu, cho nên là mình sẽ sử dụng cái phương pháp không xâm lấn. Phương pháp không xâm lấn thì mình thì gồm có hai cái nữa, là một là cái đo liên tục và không đo liên tục. Về mình sẽ nói về cái đo không liên tục trước. Đo liên tục thì mình sẽ cái phương pháp bình thường của mình á, ở trong khi đi lâm sàng mình thường gặp, tức là mình dùng cái bao đo huyết áp á. Thì cái nguyên tắc của cái cách đo này, tức là gì, mình sẽ dùng cái bao đo quấn lên cái cổ tay và sau đó mình bơm cái áp lực lên tối đa nhất, sau đó rồi mình dùng cái tai tai nghe để mình nghe ha. Thì khi mà mình thấy là mình xả cái khớp á, thì cái mình sẽ nghe cái tiếng đập đầu tiên, cái tiếng thoracoscope đầu tiên, nghĩa là đó là cái giá trị huyết áp thâm thu, và sau đó mình sẽ nghe tuần tự những cái tiếng thoracoscope kế tiếp cho tới tiếng coroscope cuối cùng mình không nghe được, thì đó là cái giá trị của huyết áp tâm trương. Còn cái phương pháp mà không liên tục khác nữa chính là mình sử dụng cái bơm đo huyết áp của cái máy monitor. Thì cái này nó cũng giống như trang như vậy, tức nghĩa là mình sẽ dùng cái cớp, thì khi cái cớp nó siết lại và bắt đầu nó xả ra, thì mình thấy là cái dòng máu bắt đầu nó phụt ra, thì cái máy á, nó sẽ nhận biết được cái dòng lớn nhất chính là cái huyết áp trung bình, sau đó nó dựa trên công thức tính toán để nó tính ra huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Rồi còn hai phương pháp còn lại là phương pháp đo liên tục. Phương pháp đo liên tục thì gồm có, thứ nhất là đo qua áp lực thể tích dòng, và cái thứ hai là đo qua cái áp lực nội tại của động mạch. Thì cái phương pháp đầu tiên là mình sẽ dùng cái một cái sensor ở cái ngón tay. Nhưng mà thực sự ra nó là cái cớp ha. Thì khi cái cớp này nó siết lại thì nó sẽ làm cái dòng sóng từ động mạch sang tĩnh mạch, thì nó sẽ có cái giống dòng sóng động mạch thì nó sẽ có hiện sóng như vậy. Khi mà có cái cớp nó siết lại thì cái dòng của mình nó gần về như phẳng 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 giống như vậy. Và cái một cái bộ phận cảm biến nó sẽ nhận cái dòng này và nó sẽ tự động nó sẽ chỉnh ra thành cái sóng huyết áp nó hiện lên trên cái máy của mình ha. Rồi còn phương pháp còn lại nghĩa là gì, mình sẽ đeo một cái dòng áp lực quanh cái tai của mình, và chủ yếu là gần ở những cái động mạch nông nhất. Thì khi mà mình bơm cớp á, thì cái áp lực dội của cái mạch máu đối với cái mô xung quanh nó sẽ tác động đến cái sensor, và cái sensor này sẽ thể hiện ra cái sóng huyết áp của mình.
Vậy để chẩn đoán lâm sàng thì chẩn đoán sốc á, đánh giá sốc thì mình gồm có ba bước. Thứ nhất là huyết động, thì huyết động chính là gì, chính là cái con số huyết áp, giá trị huyết áp mà nãy giờ mình đang nói. Cái thứ hai là lâm sàng, lâm sàng chính là cửa sổ tới má mô. Và thứ ba nữa là sản phẩm chuyển hóa của tế bào. Thì bây giờ mình sẽ bước qua bước cửa sổ tưới máu mô. Cửa sổ tưới mô có nghĩa là những cái triệu chứng để phản ánh cái tưới máu, giảm tưới máu mô ở cơ quan đích mà những cái cơ quan quan trọng, thì gồm có não, da và thận. Vậy thì mình sẽ khám cái này trên lâm sàng bằng cái kỹ năng là look, listen and touch. Đối với lại thần kinh não á, tức là mình dấu hiệu quan trọng chính là chi giác, thì mình sẽ hỏi cái chi giác của mình để mình xác định cái mức độ chi giác, có thể là từ giảm chú ý cho tới hôn mê, kích thích hoặc là loạn thần. Rồi về thận á, về thận thì làm chủ yếu là nước tiểu, tức là mình sẽ thứ nhất là quan sát cái màu sắc nước tiểu. Nếu mà cái màu sắc càng đặc, tức là mình có thể là giảm lưu lượng nước tiểu. Ngoài ra mình hỏi bệnh nhân cái tốc độ mà bệnh nhân đi tiểu á, tức nghĩa là bệnh nhân đi tiểu nhiều hay tiểu ít. Nếu mà mình quan sát mình thấy tiểu ít, tức nghĩa là chức năng thận của bệnh nhân có giảm. Rồi về màu sắc da thì gồm có ba cái. Thứ nhất là nhiệt độ, màu sắc và độ phục hồi da. Thì thứ nhất là mình sẽ sờ sờ tay, sờ cái chi của mình để mình biết cái mức độ lạnh của cái chi là từ tới đâu. Rồi mình sẽ nhìn, mình thấy cái dấu hiệu da nổi bông. Rồi bệnh nhân có bị vã mồ hôi hay không. Rồi CRT, tức nghĩa là mình sẽ dùng tay mình bấm lên cái ngón tay tới khi mà cái tay mình mất cái màu sắc, thì sau đó mình bỏ ra, thì mình sẽ coi đánh giá coi là cái độ phục hồi máu của mình, máu máu mình nó có trên 3 giây hay không. Nếu mà trên 3 giây tức là mình bị giảm tưới máu mô. Rồi tiếp theo tức là quá trình mà giảm oxy hóa mô ở tế bào. Khi mà tế bào á, nó bị giảm oxy thì thứ nhất là sẽ bị tổn thương cái màng của tế bào, chủ yếu là cái kênh natri và cái kênh kali. Cụ thể là natri nó sẽ đi vào và kali nó sẽ đi ra. Khi natri đi vào thì nó sẽ dẫn theo nước đi vào, thì cái tế bào mà nó sẽ bị phù. Rồi quan trọng nhất ở trong quá trình này, nghĩa là quá trình bị thiếu oxy của tế bào. Khi mà oxy bị thiếu tế bào á, thì ti thể nó sẽ không có chuyển hóa đường được theo cái con đường bình thường, và nó sẽ chuyển hóa theo cái con đường hiếm khí, sẽ dẫn đến sinh lactate. Ngoài ra khi mỗi tế bào bị thiếu oxy thì nó sẽ làm vỡ các lysosome, nó cũng sẽ làm vỡ cái lysosome sẽ tiết ra những cái men sẽ làm vỡ tế bào luôn. Vậy thì cái quá trình mà giảm tưới máu mô ở mức độ tế bào á, kết quả cái sản phẩm cuối cùng của nó sẽ là tạo nên lactate. Rồi để mà chẩn đoán sốc thì mình sẽ dựa trên ba ba tiêu chí hồi nãy mình nói. Thứ nhất là huyết áp, thứ hai là cửa sổ tưới máu mô, và cái thứ ba là sản phẩm chuyển hóa của tế bào, chính là lactate. Nếu như mà bệnh nhân mà vô mà tụt huyết áp rồi, có dấu hiệu giảm huyết áp rồi, có dấu hiệu của giảm tưới máu mô luôn và lactate tăng, thì mình chẩn đoán bệnh nhân này nghĩa là sốc mất bù. Còn nếu như mà bệnh nhân vô mà mình thấy là huyết áp vẫn còn trong giới hạn bình thường, bệnh nhân có dấu hiệu giảm tưới máu mô và lactate tăng do cái cơ chế tự điều hòa của huyết áp nãy mình đã nói ở cái slide trên đó, thì nó sẽ giữ cho cái huyết áp ở trong giá trị bình thường. Tuy nhiên bệnh nhân này đã thật sự sốc rồi, bởi vì bệnh nhân đã có cái biểu hiện giảm tưới máu mô ở cửa sổ giảm tưới máu mô và có cái tình trạng tăng lactate do giảm chuyển hóa ở tế bào. Rồi ngoài ra cái giai đoạn cuối cùng của sốc gọi là sốc mất bù. Sốc mất bù nghĩa là gì, là giai đoạn cuối thì mình thấy là huyết áp của bệnh nhân sẽ cực kỳ thấp. Bệnh nhân lúc này sẽ có những cái biểu hiện của giảm tưới máu mô nặng nề và tổn thương đa cơ quan ha. Thì mình dòm cái bảng ở dưới đây ha, các bạn này sẽ về tự xem lại cái này nha. Rồi bây giờ để phân loại sốc thì mình thấy là huyết áp thì bằng là cung lượng tim nhân cho kháng lực mạch máu ngoại vi, cung lượng tim thì bằng stroke volume nhân cho nhịp tim, và stroke volume thì bằng tiền tải, hậu tải và sức co bóp cơ tim. Thì nãy ở cái hình mà nói về oxy cung cấp cho tế bào thì mình thấy rằng có cái chữ optimal heart rate nằm ở trên đó. Thì optimal heart rate nghĩa là sao? Tức nghĩa là cái nhịp tim của mình nếu mà nó ở trong một cái khoảng an toàn,
thì lúc đó mình mới đánh giá được cái cung lượng tim. Còn nếu như mà cái nhịp tim mình nó quá nhanh hoặc quá chậm thì dẫn tới giảm cung lượng tim. Trên cái hình này nó mô tả nếu mà cái nhịp tim của mình dưới 50 thì rõ ràng là cái cung lượng tim của mình giảm, nhịp tim của mình nó trên 150 cung lượng tim của mình cũng sẽ giảm luôn. Vậy thì khi mà nhịp tim nhanh quá hoặc nhịp tim giảm quá thì đây cũng là một tình trạng của sốc tim do nó làm giảm cái cung lượng tim. Thì đầu tiên là mình sẽ, nếu mình thấy nhịp tim nhanh quá thì mình sẽ xử trí nhịp tim trước, còn nếu mà nhịp tim mà trong giới hạn bình thường thì lúc đó mình sẽ tìm những cái nguyên nhân mà gây ra sốc còn lại để làm giảm cung lượng tim. Thì mình sẽ xử trí cái nhịp tim nhanh hoặc nhịp tim chậm quá theo cái lưu đồ của AHA 2015 ha. Thì đầu tiên vô mình tiếp cận bệnh nhân mà có nhịp tim nhanh quá, cái bước đầu tiên cũng là OMV, tức là mình sẽ là cho bệnh nhân thở oxy, bắt monitor, đập lường truyền và đo một cái điện tim nếu mà có thể. Sau đó mình đánh giá tiếp tới cái ô màu đỏ, nghĩa là bệnh nhân có dấu hiệu của giảm tưới máu mô chưa, là những cái dấu hiệu nguy hiểm. Nếu mà không á thì mình sẽ hầu như là mình sẽ đi tìm nguyên nhân, còn nếu có nghĩa là mình sẽ xử trí. Đối với cái ô mà bên nhịp chậm thì hầu như cái xử trí đầu tiên của mình sẽ là atropine hoặc là sử dụng những cái thuốc để làm tăng nhịp tim như là dopamine hoặc adrenaline, và trong trường hợp nặng thì mình sẽ là đặt máy tăng nhịp ngoài da. Rồi đối với lại bên nhịp nhanh thì nó hơi phức tạp hơn một chút xíu. Nếu mà có dấu hiệu giảm tưới máu mô, nghĩa là bệnh nhân này nặng và mình phải can thiệp liền bằng cách là mình sẽ sốc điện chuyển nhịp, còn nếu không thì lúc đó mình sẽ phân tích nhịp tim của mình là theo cái phức bổ VRS, đó là phức bổ VRS này là rộng hay hẹp. Nếu mà phức bổ VRS của mình rộng thì mình sẽ sử dụng những cái thuốc chống loạn nhịp như là amiodarone, còn nếu mà hẹp á thì mình có thể làm biện pháp vanga adenosine. Rồi bây giờ mình sẽ vô một cái tình huống lâm sàng về sốc nha. Một bệnh nhân 48 tuổi nam nhập viện ở khoa cấp cứu. Cái lý do nhập viện là bởi vì là đau đau ngực ở giữa xương ức, chóng mặt. Khám lâm sàng thì mình thấy bệnh nhân hơi lừ đừ, CRT là khoảng 4 giây, chi lạnh, mạch thì bắt yếu. Bệnh về tiền căn là có tăng huyết áp và có hút thuốc lá. Xét nghiệm về cho thấy là bạch cầu là 10.000 và nitro là 70%, hemoglobin là 10, tiểu cầu là 350, CRP là 5. Điện giải thì trong giới hạn bình thường, men men gan với lại urea cũng trong giới hạn bình thường, tuy nhiên là có lactate là tăng là 3 mmol và troponin là 60. Đo một cái ECG thì mình thấy là ST trên lên từ V1 tới V6, D1 AVL và có D đảo ngược, sóng ST đảo ngược ở D2, D3 và AVF. Siêu âm tim thì thấy là giảm vận động vùng và có cái chức năng EF rất giảm rất là thấp, là 30%. Thì rõ ràng là bệnh nhân này là có sốc rồi ha các bạn. Lý do tại sao mình chẩn đoán sốc, thứ nhất là một là mình thấy là cái dấu hiệu sinh tồn, mình thấy huyết áp tụt, cái huyết động đầu tiên là huyết áp tụt. Cái thứ hai là bệnh nhân có cái tình trạng của cửa sổ túi máu mô nó có bất thường, là chi rồi thì thấy lạnh, là CRT thì trên 4 giây nè, mạch bắt yếu ha, và cái sản phẩm mà chuyển hóa tế bào mình thấy cũng thấy ở đây luôn, tiếng là lactate nó tăng. Và cái nguyên nhân này nghĩ nhiều có thể là do tim, bởi vì là men tim tăng ha, và có sự thay đổi của sóng ST trên điện tâm đồ và siêu âm tim thì có EF giảm. Vậy thì cái nguyên nhân nào chính dẫn tới sốc, những cái chỉ số nào dẫn tới sốc? Mấy bạn bây giờ chuẩn bị vote nha.
mình còn 1 phút nữa này. Hầu như là các bạn chọn là giảm sức co bóp cơ tim ha. Rồi cái câu này đáp án chính xác chính là giảm sức co bóp cơ tim, tức là một cái tình trạng sốc tim. Rồi. Phân loại về sốc ha. Phân loại về sốc thì mình cũng dùng cái hình hồi nãy để mình phân loại về sốc. Sốc của mình thì hơi gồm có 2 nhóm. Thứ nhất là cái nhóm giảm cung lượng tim và bù trừ bằng cách là tăng kháng lực mạch máu ngoại vi. Rồi cái thứ hai là nhóm giảm kháng lực mạch máu ngoại vi và bù trừ bằng cách tăng cung lượng tim. Thì hồi nãy cái tình huống lâm sàng ở trên của mình chính là sốc tim, tức là một cái nằm trong cái nhóm 1, nghĩa là giảm cung lượng tim ha. Thì ngoài ra còn 2 cái sốc khác làm giảm cung lượng tim nữa, tức là sốc giảm thể tích và sốc tắc nghẽn. Còn đối với cái nhóm mà tăng kháng lực mạch máu ngoại vi á, thì tức nghĩa là cái mạch máu ở ngoại vi của mình nó bị giãn ra, cho nên là dẫn tới máu nó về tim không được, nó cũng giảm tưới máu mô và nó gây sốc. Khác biệt của 2 nhóm sốc này trên cái chỉ số huyết áp là sao? Đối với cái nhóm mà giảm cung lượng tim á, thì mình thấy rằng cái hiệu áp của nó rộng. Bởi vì sao? Bởi vì là cái SVR này nó bù trừ bằng cách nó tăng lên, cho nên nó làm đẩy cái huyết áp tâm trương lại gần với huyết áp tâm thu, nên hiệu áp nó rộng. Còn đối với cái nhóm mà sốc phân bố á, thì cái SVR này á, nó bị giảm, cho nên là nó sẽ đẩy cái này xa với lại cái huyết áp tâm thu, cho nên là cái hiệu áp của nó thường là sẽ là rộng nha các bạn. Rồi, các nguyên nhân mà cụ thể trong 4 loại sốc, đối với loại nhóm sốc phân bố chủ yếu là do giãn cái mạch máu ngoại vi này, thì thường nó có 2 nhóm nguyên nhân. Một là nhiễm trùng, hai là không do nhiễm trùng. Thì nhóm không do nhiễm trùng thì thường có thể là sốc phản vệ, sốc thần kinh, hội chứng đáp ứng viêm toàn thân mà không do nhiễm trùng, như là sỏng, phỏng hoặc là viêm tụy cấp. Rồi, còn nhóm giảm thể tích của mình thì nó cũng là do mình mất cái dịch ở trong thành mạch, thì nó cũng có 2 nhóm nguyên nhân. Một là do mất máu, hai là không do mất máu. Nhóm mà do mất máu thì là chấn thương, xuất huyết tiêu hóa, chảy máu trong cấp cứu sản khoa. Còn không do mất máu thì thường là chủ yếu là mất dịch như là tiêu chảy, bị phỏng hoặc là bị sốc nhiệt, mất nước quá mức. Rồi, còn đối với nhóm sốc tim thì là gồm có 2 nhóm. Một là do bệnh lý về cơ tim, hai là bệnh lý về van tim. Bệnh lý về cơ tim thì hầu như là 40% là thấy là do hội chứng van cấp, suy thất trái. Những bệnh lý về cơ tim khác như là viêm màng ngoại, viêm cơ tim. Còn van thì chủ yếu là hở van 2 lá và thủng bách liên thất, biến chứng của nhồi máu cơ tim. Rồi sốc tắc nghẽn thì chia làm 2 nhóm luôn. Nhất là do mạch máu phổi là thuyên tắc phổi ha, tăng áp động mạch phổi. Rồi nhóm cơ học của mình gồm có tràn khí màng phổi và tràn máu màng ngoài tim. Rồi. Thì hồi nãy mình thấy 2 nhóm này, sau đó bây giờ mình sẽ phân tích coi là cái nào gọi là yếu tố nguyên phát và cái nào gọi là yếu tố bù trừ. Thì đối với cái nhóm mà giảm cung lượng tim á, thì là sẽ tăng bù trừ bằng cách tăng SVR. Bây giờ mình sẽ coi về nhóm sốc tim ha. Mình thấy nhóm sốc tim thì là khi mà cơ tim bị tổn thương thì giảm cả chức năng tâm thu và tâm trương, cho nên là giảm sức co bóp cơ tim là chính. Do đó là tim nó bóp ra ít hơn, không đủ dịch để phiêu về hệ thống tuần hoàn, dẫn tới tăng hậu tải
giảm đưa máu về tim và cả tăng tiền tải luôn. Đây mình nhìn hình này ha, tăng hậu tải và tăng tiền tải luôn. Rồi đối với nhóm giảm thể tích thì sao? Tức là mình bị giảm tiền tải, giảm cái đổ đầy về trong thời kỳ tâm trương. Thì đây nhóm giúp giảm thể tích, nguyên nhân chính của nó là giảm tiền tải, giảm giảm cái tiền tải. Thì bù trừ của nó bằng cách là nó sẽ siết mạch lại để nó đưa máu về, cho nên nó sẽ là tăng tiền tải là một. Thứ hai là nó sẽ cố gắng, cái tim nó sẽ cố gắng nó bóp để nó đưa máu vô hệ tuần hoàn, nó tăng sức co bóp cho tim luôn. Nếu mà nó diễn tiến nặng hơn thì nó sẽ do bị thiếu máu nuôi mạch vành, cho nên nó cũng sẽ dẫn tới làm tổn thương tim tiếp. Thì nó sẽ có một chút xíu cái phần giảm cái sức co bóp cơ tim trong này. Rồi đối với cái nhóm mà sốc tắc nghẽn thì gồm có tràn khí màng phổi và thuyên tắc phổi. Tràn khí màng phổi thì nó sẽ làm tràn khí màng phổi và tràn dịch màng phổi thì nó sẽ làm giảm đổ đầy của tâm trương, dẫn tới rối loạn chức năng tâm trương. Còn cái nhóm mà thuyên tắc phổi thì mạch máu nó bị tắc, cho nên là tim nó bóp ra không được, cho nên làm tăng hậu tải của thất bên phải, dẫn tới rối loạn chức năng tâm thu của bên phải, thất phải. Thì hậu quả là mình thấy là thứ nhất là cái này là tăng hậu tải ha, và máu nó đưa từ bên phải qua bên trái không được, cho nên trong giai đoạn đầu là tim nó sẽ cố gắng co bóp để nó bù trừ, cho nên là sức năng co bóp của tim nó sẽ tăng. Nếu mà nó bóp mà nó yếu, nó đuối quá thì nó sẽ làm giai đoạn sau thì nó sẽ giảm, và cái máu từ bên phải qua bên trái không được, nó cũng không về tim được, cho nên là nó sẽ làm giảm tiền tải. Rồi nhóm cuối cùng của mình chính là sốc phân bố. Nhóm phân bố thì gốc của nó là SVR, nó giảm và bù trừ bằng cách là nó tăng cung lượng tim. Thì mình thấy là bù trừ là tăng cung lượng tim là ở đây. Cái này là bù trừ nha các bạn, nguyên hàng này là bù trừ hết. Và là giãn mạch cho nên là tiền tải bị giảm, dịch không đủ để đưa về tim cho nên hậu tải cũng bị giảm luôn. Giai đoạn đầu thường nó giảm hậu tải này, nó cũng giảm tiền tải này, nó cũng thể đi chung với lại cái tình trạng là thiếu dịch ở nhóm bệnh nhân mà sốc nhiễm trùng do là giảm cung cấp. Giai đoạn sau thì nó do nó lít dịch ra do viêm thì nó cũng làm giảm tiền tải luôn. Nếu mà sốc nặng thì nó cũng sẽ làm tổn thương tim giống y chang như cái thằng sốc giảm thể tích ở giai đoạn muộn. Rồi các xét nghiệm lâm sàng dùng để phân loại các loại sốc. Thứ nhất một là xét nghiệm giảm tưới máu mô. Hồi nãy là mình đã nói một cái rồi là lactate ha. Rồi cái thứ hai là xét nghiệm dùng để đánh giá chức năng tổn thương tạng, và cuối cùng là xét nghiệm tìm nguyên nhân. Xét nghiệm tìm nguyên nhân của mình thì gồm có làm điện tim, X-quang, CT và mình siêu âm. Rồi đối với xét nghiệm mà đánh giá tưới máu mô, mình thấy bên đây tức là giảm oxy vận chuyển, và bên đây là mất khả năng sử dụng oxy của tế bào. Thì ở giai đoạn đầu nghĩa là mình cung cấp oxy, giảm cung cấp oxy, cho nên là mình thấy là cái oxy ở trong tĩnh mạch đó phía sau á, nó cũng sẽ giảm theo. Còn ở cái giai đoạn nặng á, tức là tế bào không sử dụng oxy được, thì oxy trong tĩnh mạch đó, nó sẽ cao, cho nên SpO2 mình sẽ cao. Lactate mình đã nói ở trên rồi ha. Lactate nó sẽ tăng do là chuyển hóa hiếm khí. Hậu quả của cái này thì nó sẽ dẫn tới là làm giảm những cái ion mạnh, đặc biệt là HCO3 trừ. Rồi thận thì càng ngày ở giai đoạn đầu á, thì nó bình thường, chức năng thận nó hay bình thường, sau đó thì càng ngày nó giảm lưu lượng nước tiểu, cho nên nó sẽ làm tăng ure và creatinine, dẫn tới là làm giảm pH. Vậy thì mình thấy là pH ở giai đoạn đầu á, thì nó cao, sau đó nó giảm dần và HCO3 trừ nó cũng giảm dần luôn. Vậy thì cái xét nghiệm đánh giá tưới máu, giảm tưới máu mô của mình là gồm thứ nhất là pH thấy toang, HCO3 trừ giảm và lactate tăng và SpO2 thì giảm. Rồi đối với xét nghiệm mà để đánh giá tạng thì mình sẽ đánh giá những cái tạng thông thường, thứ nhất là phổi nè, thận, gan. Thì mình có trên lâm sàng mình sẽ có một cái bảng điểm, là bảng điểm SOFA, nó cũng tương ứng với lại việc đánh giá chức năng tạng. Mình sẽ nhất là cái khí máu động mạch, mình sẽ chia tỷ số BaO2 trên FiO2 để phân độ mức độ nặng của tạng ha. Rồi về đông cầm máu là mình sẽ có cái con số là tiểu cầu, hoặc là mình có thể làm BB, ABBT. Rồi gan thì mình có bilirubin ha, và thận là mình có ure, creatinine. Rồi sau đây mình sẽ có một số cái hình ảnh về X-quang và cái điện tâm đồ để đánh giá phân loại sốc.
Đầu tiên thì trên cái xoang này mình thấy là gì? Có hình ảnh phù phổi, thì hầu như là nguyên nhân phù phổi chính của mình chính là do STEMI nha. Rồi cái xoang này thì bình thường, vậy thì thường nếu mà mình chụp X-quang bình thường thì sẽ có hai nhóm nguyên nhân chăm sóc thôi. Thứ nhất là sốc giảm thể tích, thứ hai là tuyến cắt phổi thì sẽ có hình ảnh X-quang nó tương đối là bình thường. Nhưng mà trên cái điện tâm đồ thì mình sẽ có dấu là S1, V3 và T3 ha. Rồi trên đây là X-quang thì mình thấy là gì? Cái bóng tim nó to và cái góc phế quản của mình nó bị đẩy lệch sang phía bên phải ha. Và trên điện tâm đồ thì mình thấy là cái sóng của nó rất là thấp, thì hình ảnh này chính là tràn dịch màng phổi mà có thể dẫn tới sốc tim, chính là hay tràn dịch màng ngoài tim dẫn đến sốc tim là tamponade á. Rồi cái hình ảnh X-quang này là thấy là ARDS nha các bạn. Rồi hình ảnh X-quang này thì mình thấy là gì? Thứ nhất là bên đây cái vùng phổi bên đây nó tăng sáng, rồi cái góc phế quản này nó cũng bị đẩy lệch luôn, cái vòm hoành này cũng bị lệch xuống dưới luôn. Đây là một cái tràn khí màng phổi áp lực ha, dẫn tới sốc tim. Rồi một cái cận lâm sàng kế tiếp giúp mình để đánh giá sốc tức là siêu âm. Thì thường cái siêu âm á, giúp cho mình chẩn đoán sốc thì mình dựa vô cái gọi là siêu âm có trọng điểm. Siêu âm trọng điểm của mình thì gồm có đánh giá ba 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 chuyện. Thứ nhất là bơm, tức nghĩa là cái bơm của tim. Thăng, tức nghĩa là cái nơi mà chứa dịch. Và cuối cùng là Piper, tức nghĩa là cái ống mạch máu của mình. Thì cái này nó giống y chang như cái tam giác tưới máu hồi nãy lúc đầu mà mình đã được biết ha. Rồi bây giờ tới phần điều trị của mình. Phần điều trị của mình thì để can thiệp sốc á, thì mình phải can thiệp hết là cả bốn cái quá trình mà cung cấp oxy cho tế bào. Thì bốn quá trình oxy cung cấp tế bào thì gồm có là oxy đón nhận ở phổi, oxy chuyên chở từ phổi đến cái mô đích của mình. Tới mô đích thì là nó sẽ được cung cấp oxy và nó thải oxy ra. Thì ở cái bài học trước là mình đã học về cái quá trình mà oxy đón nhận ở phổi rồi, là bài siêu hấp. Thì trong nội dung bài hôm nay chủ yếu là mình sẽ nói về cái phần oxy chuyên chở, cái điều trị về đại tuần hoàn, mà quan trọng nhất là can thiệp về lên cái CO. Nếu mà diễn tiến sốc nặng thì là sẽ dẫn tới vi tuần hoàn và là làm giảm cái tưới máu mô. Và cái comment kế tiếp của mình để nói về nguyên tắc điều trị ha, thì mình có ba cái điều trị. Thứ nhất là mình kiểm soát nhịp, thứ hai là mình sử dụng thuốc vận mạch, và cái thứ ba là mình bù dịch. Thì mình thấy là bù dịch thì mình sẽ tác động lên hậu tải, sử dụng thuốc vận mạch thì mình sẽ tác dụng lên tiền bù dịch là tác động lên tiền tải, thuốc vận mạch là tác dụng lên hậu tải, và SVR cuối cùng là kiểm soát nhịp tim. Vậy thì những cái bước thứ tự nào mình sẽ sử dụng để trong điều trị sốc? Giờ mình vô comment ti nha. Hồi nãy mình thấy cái bước đầu tiên của mình trong phân loại sốc là mình đã kiểm soát nhịp tim rồi ha. Thì thứ tự của hai bước còn lại là gì? Mình còn 30 giây nữa nha bạn.
mình có là 34 người chọn là 2, 3, 1, tức nghĩa là kiểm soát nhịp trước, sau đó mình bù dịch, và cuối cùng là mình sẽ sử dụng thuốc vận mạch ha. Thì cái phương pháp này là phương pháp đúng nha các bạn. Rồi, tại sao ha? Bởi vì kiểm soát nhịp thì là cái CO, sau đó mình có được cái nhịp tim optimal thì lúc đó mình mới tác động lên được cái cung lượng tim của mình. Thì liệu pháp truyền dịch là gì? Giúp cho mình tăng tiền tải để làm tăng thể tích nhát bớt và làm tăng cung lượng tim. Rồi hỗ trợ huyết động, tức là gì? Mình sẽ siết mạch lại để làm giảm bớt gánh nặng của cái việc mà giảm cung lượng tim. Rồi về liệu pháp truyền dịch thì mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ sử dụng cái liệu pháp PRO. Liệu pháp PRO thì nó gồm có 4 giai đoạn. Tuy nhiên là ở trong cái khoa ICU của mình, khoa cấp cứu của mình thì mình thường là sẽ ở có giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thôi. Giai đoạn 1 tức là nó sẽ diễn ra từng giây ha, và giai đoạn 2 là từng giờ. Thì thấy là trong những cái giờ đầu chức năng tạng của mình giảm rất là nhiều, thì mình phải bù dịch vô để mình tăng cái cung lượng tim để mình giúp cho hồi phục cái chức năng tạng. Thì chủ yếu là ở pha 1 là mình sẽ bù dịch với khối lượng nhiều. Rồi, màu vàng bên đây mình sẽ quan tâm tới cái này ha, tại vì cái này là huyết động không ổn định. Màu vàng chính là cái mục tiêu đích của mình. Màu xanh này chính là mục tiêu huyết áp. Rồi cái màu kế tiếp của mình, cái màu là xanh nhạt hơn á, chính là cái loại dịch mà mình chọn chọn để hồi sức. Và những cái cuối cùng chính là những cái hỗ trợ điều trị, hỗ trợ thêm. Thì mình thấy là nếu ở trong giai đoạn đầu, giai đoạn cấp cứu hồi sức đó, thì thứ nhất là chuyển đổi dịch phải đi kèm với đi tìm nguyên nhân sốc của mình là gì. Cái thứ hai nữa là mình sẽ phải bảo đảm cái huyết áp trung bình của mình là trên 65% để bảo đảm tưới máu tạng, 65 mm thủy ngân để bảo đảm tưới tạng. Và hầu như cái dịch đầu tiên của mình sẽ chọn là dịch tinh thể. Và chú ý ở giai đoạn này các bạn phải lập hai đường truyền lớn để thuận tiện cho cái việc đổ dịch của các bạn ha. Rồi đối với sốc mất mất máu á, thì mình có thể sử dụng thêm cái chế phẩm mềm máu, sốc nhiễm trùng thì có thể là có thêm albumin, và đổ dịch xong thì mình sẽ sử dụng cái InoTrop và VaroTrop để hỗ trợ. Rồi ở giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn ổn định tạng rồi, tức là mình phải đạt cái áp trên 6 mét cái bình trên 65 mét thủy ngân rồi, thì lúc đó mình sẽ coi cái tạng hồi phục như thế nào. Thứ nhất là tốc độ nước tiểu của mình á, đang từ thấp nó sẽ tăng dần lên và nó sẽ trên 0,5 ml trên bạc ký trên giờ ha. Và mình thử lại cái sản phẩm chuyển hóa của tế bào là lactate, mình thấy lúc đầu là nó tăng rồi sau đó nó giảm, tức là bệnh nhân này có đáp ứng. Giai đoạn này dịch mình thấy là gì, nó không có còn quan trọng nữa, chủ yếu là ổn định tạng. Cho nên nếu mà có thiếu dịch thì mình sẽ đổ dịch từ từ thôi và ít thôi, chủ yếu là mình tiếp tục cái InoTrop và cái Vasopressor. Rồi về hỗ trợ huyết động của mình thì gồm có hai nhóm thuốc. Một là cái nhóm thuốc tác động lên SVR, tức nghĩa là tác động chủ yếu lên alpha mạch, alpha 1 giúp mình để co mạch. Rồi cái thứ hai nữa là nhóm thuốc tác động lên cái sức cái cung lượng tim, tức là tăng sức cơ bắp cơ tim, tăng nhịp tim, là tác động lên beta 1 ha. Thì lên alpha 1 thì gồm có norepinephrine, epinephrine, dopamine và phenylephrine. Còn tác động lên beta 1 thì gồm có thứ nhất là dobutamine, ngoài ra còn có cái tác động lên beta 1 khác, ví dụ như epinephrine và dopamine, nhưng mà nó không có nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ coi là mình lựa chọn những cái vận mạch nào tùy theo cái nhóm sốc nha. Bên đây cái hình này giúp cho mình coi cái liều nè, rồi cái mức độ mà tác động lên mạch nó là bao nhiêu, co mạch là bao nhiêu, co sức cơ bắp cơ tim là bao nhiêu, so sánh với nhau ha. Và chủ yếu là cái bảng bên này là chính. Thứ nhất là mình thấy là cái epinephrine á, norepinephrine là cái first choice đầu tiên của mình, hầu như là tất cả các loại sốc, đặc biệt là chăm sóc nhiễm trùng. Thì cái này nó sẽ làm cho mình là tăng cái SVR là chính, nó cũng tăng cái CO luôn, do cái nó cũng có tác động lên beta 1. Cái tiếp là epinephrine thì là thường là cái first choice của cái sốc phản vệ, hoặc là ngưng tim. Ngoài ra nó cũng có thể hỗ trợ chăm sóc nhiễm trùng với lại sốc tim luôn, bởi vì nó cũng có tác động lên alpha 1 và beta 1. Tuy nhiên là nó có cái khuyết điểm là cái nhịp tim của nó tăng rất là nhanh, cho nên là khi mà sử dụng thuốc này thì bệnh nhân rất là dễ vô rối loạn nhịp thất, và gây khi mà nhịp tim nhanh vậy thì nó cũng giảm giảm tưới máu vành, nó sẽ gây nên cái tình trạng nhồi máu cơ tim thứ phát.
Cái tiếp nữa của mình là cái thuốc là phenylephrine, thì phenylephrine nó chỉ tác động lên alpha 1 thôi, nhưng nó không có tác động lên beta, cho nên hầu như cái thuốc này mình không có lựa chọn đầu tiên, mà thường là cái thuốc lựa chọn thay thế. Thì tác động lên alpha thì tăng estrogen là dĩ nhiên rồi. Thì vậy khi nào mình thay thế? Khi mà lâm sàng của mình thấy bệnh nhân có nhịp tim nó nhanh quá, nó không quá chậm nữa nhưng nó hơi nhanh ha, thì mình sẽ lựa chọn cái thuốc này. Tuy nhiên lựa chọn thuốc này thì mình phải kết hợp với một cái tăng sức cơ bắp cơ tim khác nha các bạn. Rồi, kế tiếp là dopamine. Dopamine thì nó có ba cái ngưỡng liều thấp là nó sẽ tác động lên cái thụ thể DOPA. Cái thụ thể DOPA thì không có giá trị nhiều trong sốc ha, chủ yếu là mình sẽ quan tâm đến thụ thể beta và thụ thể alpha. Thì rõ ràng là alpha nó thấp hơn beta, nghĩa là dopamine nó làm tăng cái CO nhiều hơn và cái kháng lực bệnh vi nó đang không có nhiều, cho nên nó không phải là cái first choice đầu tiên chăm sóc nhiễm trùng. Và ngoài ra thì nó có tác dụng phụ, nghĩa là nó sẽ gây rối loạn nhịp, do chủ yếu là nó gây tăng cái hoạt động của thận. Thì dopamine mình thấy rồi, chủ yếu là xài trong cái lưu đồ của cái nhịp chậm ha. Rồi cuối cùng là cái inotrop là cái dobutamine. Dobutamine thì tác động chủ yếu lên beta 1, làm tăng cái cung lượng tim, tuy nhiên nó cũng có tác động lên beta 2 nữa, làm cho mình giãn mạch, cho nên khi mà xài dobutamine á, mình phải chú ý thì nó có tác dụng phụ của là có thể gây tụ huyết áp. Rồi vậy thì bây giờ anh sẽ tóm tắt lại tất cả cái mục tiêu từ lúc đầu tới giờ ha. Hầu như là tới cái slide này là mấy bạn đã đạt hết 4 mục tiêu rồi. Mục tiêu thứ nhất của mình có nghĩa là cung lượng tim là thông số chẩn đoán sốc trong giai đoạn sớm, tuy nhiên là mình không có đo được, cho nên mình phải dựa vào mối liên quan giữa huyết áp với nó để mình đánh giá cái huyết động. Mục tiêu thứ hai nghĩa là mình chẩn đoán sốc trên mình dựa vào lâm sàng, huyết động và các sản phẩm chuyển hóa của tế bào. Thì huyết động chính là cái con số huyết áp, lâm sàng chính là cửa sổ tuyến má mô, và sản phẩm chuyển hóa tế bào của mình chính là lactate. Rồi mục tiêu phân loại sốc của mình thì chỉ có hai nhóm chính, một là nhóm giảm CO, hai là nhóm giảm SVR. Rồi mục tiêu 4 của mình chính là các nguyên tắc điều trị chính chăm sóc. Mục tiêu nguyên tắc điều trị chính chăm sóc thứ nhất là phải can thiệp sớm vô đại tuần hoàn, thì gồm có hai bước chính, tức là bù dịch và sử dụng thuốc vận mạch sớm. Rồi sau đây thì mình sẽ vô từng cái loại nhóm sốc. Thì mình thấy hầu 62% gặp nhiều nhất là sốc phân bố, kế tiếp là sốc tim và sốc giảm thể tích, và sốc tác nhiễm thì gặp rất là ít. Thì mình sẽ đi từ cái ít nhất tới cái nhiều nhất nha các bạn. Đối với nhóm sốc phân bố thì thường chủ yếu mà bạn sẽ gặp là Tamponade, BE hoặc là tràn khí màng phổi. Ở hình B và hình C mình thấy rằng áp lực quanh quanh cái khoang màng ngoài tim hoặc là áp lực do cái tràn khí màng phổi nó sẽ tác động lên tim, làm cho giảm độ đầy tim. Đối với bên đây là giảm độ đầy tâm nhĩ, còn đối với bên đây là hai bên đều là giảm độ đầy tâm nhĩ hết, chỉ là tim thì máu từ từ tim phải không có qua được bên tim trái. Còn đối với tim tắc phổi nghĩa là gì, là cái mạch máu phổi của mình bị bít, máu cũng không đi qua được từ bên phải qua bên trái luôn. Hậu quả cả ba cái này thì là thất bên tay trái của mình nó bị thiếu dịch. Thiếu dịch như vậy thì dẫn tới giảm cardiac output. Giảm cardiac output thì dẫn tới bị tụ huyết áp ha. Thì vậy đối với điều trị của cái tràn dịch màng ngoài tim, tức là mình sẽ can thiệp bằng cách là mình giải áp, tức là mình chọc kim để mình giải áp. Bên tràn khí màng phổi cũng vậy luôn, tức là mình sẽ đặt cái siphonal để rút cái khí ra. Rồi, đối với lại thuyên tắc phổi thì hơi phức tạp tí xíu ha. Thuyên tắc phổi thì mình phải đánh giá bệnh nhân này là stable hay không stable. Nếu mà bệnh nhân không stable, có rối loạn về huyết động thì mình phải kích thích cái tim hoặc can thiệp mạch máu phổi. Nhưng mà trong lúc mà mình kích hoạt cái tim này thì mình vẫn phải hồi sức bệnh nhân bằng hai cái bước cơ bản là dịch và vận mạch. Sau đó mình sẽ đánh giá bệnh nhân để mình lựa chọn phương pháp điều trị. Có ba phương pháp điều trị chính. Thứ nhất, một là mình sẽ sử dụng thuốc. Thứ hai là mình đặt cái catheter để phá cái cục máu đông. Cái thứ ba là mình thủ thuật. Thì mình chọn cái phương pháp nào tùy thuộc vô cái thang điểm đánh giá chảy máu của bệnh nhân. Nếu mà thang điểm chảy máu của bệnh nhân cao thì mình sẽ không có xài thuốc được, mình sẽ xài hai phương pháp còn lại. Nếu mà thang điểm chảy máu bệnh nhân thấp đó, thì mình sẽ xài là thuốc. Thì thuốc của mình trên lâm sàng thường thường có hai cái nhóm thuốc chính là RTPA hoặc là China hoặc là Urokina, có ba nhóm thuốc chứ. Rồi về về can thiệp mạch của mình, tức nghĩa là gì, mình sẽ đặt một cái hai cách. Một là mình sẽ đặt một cái dụng cụ vô tới tận cái động cái mạch máu phổi để mình hút lấy cái huyết khối ra.
Hai là mình sử dụng một cái catheter để mình đưa vô tới mạch máu phổi và mình truyền cái thuốc này nè vào để làm tan cái huyết khối. Và cuối cùng là phẫu thuật. Vậy điều trị chính của nhóm tắc nghẽn, tức là mình giải quyết tắc nghẽn, nghĩa là bệnh nhân sẽ giảm sóng. Rồi, đối với sốc mất máu, về sinh lý bệnh của sốc máu thì tức là khi mà mình bị chấn thương á, thì mình sẽ bị đau rồi chảy máu này nọ, thì mình dẫn tới giảm oxy, giảm cái cung cầu oxy của mình, chủ yếu là giảm cung. Thì giảm cung thì mình sẽ dẫn tới là mình bị tan chỉ hóa, này mấy bạn biết rồi ha. Rồi ngoài ra thì cái chấn thương của mình là nó cũng làm tác động làm chảy máu, làm cho viêm này nọ, thì nó sẽ làm dẫn tới giảm cái số đông máu. Trong quá trình mà mất máu này thì mình sẽ được hồi sức dịch, thì khi hồi sức dịch nó cũng sẽ làm loãng cái tố đông máu nữa. Và hồi sức dịch thì là nếu mà mình không có truyền dịch ấm á, thì kết hợp với môi trường bên ngoài lạnh thì bệnh nhân hạ thân nhiệt. Vậy thì cái sinh lý bệnh của cái này chủ yếu là, thứ nhất là một là giảm tưới máu rồi tổn thương đông máu là một, bệnh nhân bị tan chuyển hóa, bệnh nhân có thể bị hạ thân nhiệt. Vậy thì điều trị mình sẽ tác động lên ba cái này để mình điều trị. Thứ nhất là mình sẽ cân bằng lại oxy cung cầu bằng cách là mình truyền dịch, tuy nhiên truyền dịch là với lưu lượng thấp thôi, chủ yếu là truyền máu là chính ha. Rồi cái thứ hai là mình giảm cái hypoperfusion này bằng cách là mình sử dụng vận mạch nha. Rồi mình chống cái rối loạn đông máu này bằng cách là mình phải truyền thêm cái yếu tố đông máu đi kèm nữa. Rồi đây là một cái lưu đồ về sốc mất máu. Tất nhiên là nguyên nhân đầu, cái nguyên nhân của nó là do chảy máu, cho nên là mình phải cầm máu. Cầm máu thì là mình sẽ phải gọi bác sĩ phẫu thuật để hỗ trợ mình. Rồi nhánh bên đây, tức là kiểm soát huyết động. Kiểm soát huyết động thì thứ nhất là bằng dịch dịch và vận mạch. Thì cái mục tiêu huyết áp của mình nó sẽ hơi khác chút xíu giữa cái nhóm chấn thương và không chấn thương đầu. Nếu mà nhóm chấn thương đầu ấy, cái thì huyết áp của mình nó huyết áp trung bình mình phải cao hơn tí xíu, còn nhóm mà không chấn thương đầu ấy, thì mình không để huyết áp cao. Nếu mình để huyết áp cao quá thì bệnh nhân sẽ tăng nguy cơ chảy máu nhiều hơn. Vận mạch chủ yếu là norepinephrine. Rồi còn nhóm bên đây là tác động lên con đường đông máu. Con đường đông máu thứ nghĩa là mình sẽ truyền máu, chích axit canxiamic để cầm máu ha, thì cũng giống y chang vậy luôn. Nếu mà có chấn thương đầu á thì target của hemoglobin của mình nó sẽ cao chút xíu để mình đảm bảo có được cái hồng cầu để tích tụ máu não. Còn nếu như mà không phải do chấn thương đầu thì mục tiêu target hemoglobin của mình nó thấp hơn một tí. Rồi ngoài ra khi truyền máu mấy bạn chú ý là phải chích thêm canxi nữa. Rồi đây là một cái lưu đồ cụ thể. Những cái ô đỏ này thì nó tương ứng với lại hai phần. Thứ nhất là cầm máu, thứ hai là hồi sức dịch theo ABC. Nhưng mà chủ yếu ở đây mình sẽ quan tâm tới là truyền máu như thế nào. Thì thường nếu mà mất máu ở khối lượng lớn thì mình phải truyền, ngoài hồng cầu ra mình sẽ truyền một cái combo gọi là MHB back one, tức nghĩa là gồm có bốn hồng cầu, bốn huyết tương tươi đông lạnh, có thể có thêm một tiểu cầu nữa. Thì khi truyền xong mình phải là làm xét nghiệm để đánh giá lại những cái yếu tố đông máu. Là mình reassessment, nghĩa là mình đánh giá lại để mình tiếp, nếu mình nhân tiếp tục chảy máu nữa thì mình sẽ tìm truyền thêm một cái bắc kịch hai. Thì trong giai đoạn mà truyền bắc kịch hai chủ yếu mình sẽ quan tâm tới cái fibrinogen, nếu có này thì mình sẽ truyền thêm tủ lạnh nếu mà fibrinogen của mình nó dưới 1.5. Rồi về sinh lý, về nhóm kế tiếp nữa là nhóm sốc tim. Nhóm sốc tim thì đây là cái sinh lý bệnh của sốc tim. Mình thấy đa phần chủ yếu là nguyên nhân của mình là do hội chứng bành cấp. Hai nhóm nguyên nhân còn lại của mình chính là biến chứng cơ học của cái thiếu máu cơ tim và bệnh lý về van tim. Thì khi mà bệnh tim mình bị tổn thương thì mình sẽ giảm cardiac output, và làm cơ chế bù trừ sẽ là gây co mạch ngoại vi, kết hợp những cái yếu tố viêm tại chỗ ở tim, phù phổi. Thì những cái này nó càng ngày nó làm càng cho cái cung đường tim của mình càng ngày càng tệ, dẫn tới bệnh nhân sẽ chết. Chủ yếu mình sẽ can thiệp là gì, mình can thiệp nếu bệnh nhân nặng, cái tim của mình nhân nặng quá thì mình sẽ can thiệp bằng những cái dụng cụ hỗ trợ thất. Rồi đánh giá sốc tim thì mình dựa vô cái bảng biểu về Forrest. Cái trục ngang này của mình chính là phù phổi ha, phù phổi. Rồi trục dọc của mình chính là giảm tưới máu mô. Nếu mà mình có giảm tưới máu mô thì mình biết rồi, đây là dấu hiệu của cửa sổ tưới máu mô. Còn nếu có phù phổi nghĩa là mình phải nghe phổi. Nếu mình thấy là bệnh nhân có thở nhanh, nghe phổi có ran ẩm này nọ thì bệnh nhân sẽ nằm trong nhóm bên đây. Mình sẽ chia làm bốn nhóm. Nhóm này là nhóm an toàn. Rồi hai nhóm này tức là nhóm sốc tim, tức là có cửa sổ giảm tưới máu máu mô, nhưng mà nhóm này là nhóm khô, còn này là nhóm ướt ha.
nhóm nhóm ướt nghĩa là phổi có nước, còn khô nghĩa là bị thiếu nước. Rồi, còn nhóm ở trên đây thì mình không có giảm tới máu mô nhưng mà phổi bị ướt là suy tim cấp. Rồi, đây là cái đường thể hiện cái cung lượng tim. Nếu như mà cung lượng tim của mình giảm không nhiều thì đối với cái nhóm số 3 này mình chủ yếu là do lạnh và khô thì mình sẽ bù dịch để cố gắng đưa bệnh nhân về cái ô số 1. Rồi, đối với cái cung cung lượng tim của mình giảm nặng, cung lượng tim mình giảm nặng thì mình đến nỗi là thủ phổi nè, thì lúc này mình sẽ sử dụng những cái thuốc vận mạch để tăng cái cung lượng tim về cái đường bên đây, cố gắng đưa về đường bên đây. Thì hầu như những cái nguyên nhân ở cái nhóm này chủ yếu là hội chứng vành cấp, cho nên là mình sẽ can thiệp mạch vành hoặc là sử dụng những công cụ hỗ trợ thoát phải. Rồi, còn nhóm bên đây nghĩa là nhóm phù phổi mà không có giảm tưới máu mô, chủ yếu là sẽ giải quyết những nguyên nhân ở trên phổi bằng cách là mình lấy dịch ra, mình sẽ xài lợi tiểu hoặc là mình giãn mạch để làm giảm giảm gánh của tim. Rồi, bảng này là gồm những cái điều trị của ba ba cái ô ở trên. Rồi, các bạn chủ yếu sẽ về mình tham khảo ha. Nó gồm luôn cả điều trị về rối loạn nhịp, thì tại vì những cái tất cả những cái này nó đều dẫn tới sốc tim. Rồi, hầu như trên lâm sàng mình chỉ giải quyết được cái bước A, bước B và bước C. Bước A và bước B là chính thôi. Còn nếu mà dẫn tới sốc tim mà quá nặng là bước C trở lên á, thì hầu như là mình phải sử dụng những cái phương pháp hỗ trợ thoát phải. Phương pháp hỗ trợ thoát phải thì gồm có 3 nhóm. Hai nhóm chính, một là nhóm ở trong trong tuần hoàn trong cơ thể và nhóm tuần hoàn ngoài cơ thể. Nhóm tuần hoàn trong cơ thể, thứ nhất là mình đặt cái bóng chèn ở cung động mạch chủ. Thứ hai là mình sử dụng những cái công cụ hỗ trợ thất. Cái thứ ba là ngoài ngoài tuần hoàn thì mà chủ yếu là sẽ là có cái ECMO hoặc là Tandem Heart. Rồi, sốc phản vệ, kế tiếp là sốc phản vệ. Sốc phản vệ nghĩa là gì? Là phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể, nó kích thích tạo ra những cái yếu tố viêm, histamine làm cho gây giãn mạch. Vậy thì khi nào mình nghi ngờ sốc phản vệ, thứ nhất là cái triệu chứng đột ngột nó xảy ra, bệnh nhân có những dấu hiệu nặng thuộc A, B hoặc C và kết hợp với có biểu hiện thay đổi ở da. A tức là airway, tức là biểu hiện của đường hô hấp trên, nghĩa là phù nề, thở rít. Đường hô hấp dưới, B chính là đường hô hấp dưới, tức là khó thở, khò khè. SpO2 bị tụt, C tức là thiếu máu mô, tay chân lạnh ẩm, tụt huyết áp gì hết. Tụt huyết áp thì nếu mà có cái này cộng với da thì mình sẽ nghĩ tới sốc phản vệ, thì cái bước đầu tiên của mình nó sẽ không còn là đổ dịch trước rồi sau đó xài thuốc, mà đầu tiên của mình là sẽ là Arenabrin, sau đó mình cho bệnh nhân thở oxy, kế tiếp là mình sẽ đổ dịch. Đối với người lớn thì mình sẽ đổ từ 1 500 tới 1.000 ml. Cái kế tiếp nữa là sốc nhiễm trùng. Sốc nhiễm trùng thì nguyên nhân hầu như là do vi trùng nó tấn công vào cơ thể mình, nó sẽ tạo nên hội chứng đáp ứng viêm toàn thân và dẫn tới sepsis và tổn thương đa cơ quan. Cho nên là mục tiêu điều trị của mình là mình phải tiêu diệt vi trùng. Cho nên cái bước đầu tiên của mình sẽ thấy là mình sẽ sử dụng kháng sinh, sau đó mình bù dịch và mình hỗ trợ huyết động. Và trước khi đó là mình phải có xét nghiệm chẩn đoán, tức là mình thử lactate, mình thấy trên 2 mmol ha, và phải cấy máu. Cái này chính là cái gói 1 giờ trong cái chăm sóc nhiễm trùng. Rồi, nếu mà bệnh nhân nằm ở trên khoa mà mình sẽ có một cái thang điểm để mình nghi ngờ sốc nhiễm trùng, đó chính là thang điểm Ehlers-Danlos sign. Thang điểm Ehlers-Danlos sign này thì nó gồm những cái thông số nó giống y chang như là cái chức năng tạng của mình, ví dụ như là nhịp thở nè, nhịp tim nè, giá trị huyết áp nè, giá trị về chi giác nè. Nếu mà mình thấy là trên 4 điểm nghĩa là bệnh nhân này nặng, mình cần phải theo dõi sát, hầu như là cái này là thang điểm của điều dưỡng. Nếu mà điều dưỡng đánh giá mà thấy trên 4 điểm thì họ sẽ theo dõi sát và họ báo bác sĩ. Trên 4 điểm thì hầu như là nghi ngờ có khả năng là có sốc. Rồi, đối với khoa cấp cứu thì mình sẽ can thiệp trong cái gói 1 giờ, còn đối với khoa ICU thì sẽ là cái ô điều trị màu xanh. Đây là cái lưu đồ về chống sốc ha. Thì nếu ví dụ như mình thấy ở side mình cao điểm, mình nghi ngờ thì mình sẽ theo dõi bệnh nhân, mình bắt monitor và mình làm xét nghiệm để chẩn đoán có nhiễm trùng hay không. Sau đó mình sẽ can thiệp cái gói 1 giờ gồm có cấy máu, kháng sinh, bù dịch và hỗ trợ huyết động. Còn màu xanh này chứ nghĩa là ở trong ICU, thì mục tiêu này nó sẽ không có nằm trong bài học của mình ngày hôm nay.
Rồi bây giờ mình sẽ tóm tắt lại một cái lưu đồ để làm sao phân biệt giữa các loại sóc. Thì đầu tiên mình biết biết là huyết áp bằng SVR nhân CO. Thì nếu mà bệnh nhân có huyết áp giảm, mà mình thấy là cái hiệu áp nó rộng thì thường là nhóm nguyên nhân giảm CO, còn nếu mà hiệu áp nó hẹp tức là nhóm giảm SVR. Thì đối với cái nhóm mà giảm CO này, mình thấy là nếu mà vô mà bệnh nhân có phù phổi ngay từ đầu luôn thì mình sẽ nghĩ là sốc tim. Còn nếu mà không phù phổi thì thường mình sẽ đổ dịch để nâng cái huyết áp lên. Thì nếu mà đổ dịch mà mình thấy bệnh nhân mà có đáp ứng tốt, tức là do giảm tiền tải, thì hầu như nó là nhóm sốc giảm thể tích. Còn nếu mà đổ dịch mà mình thấy cái đáp ứng nó vẫn không tốt thì hầu như nó là do cái nguyên nhân tắc nghẽn. Rồi, còn đối với bên giảm thể tích thì mình thấy là cái SVR nó bị giảm, thì lúc này mình sẽ phải hỏi bệnh sử lại để mình chẩn đoán sốc này có nằm trong sốc nhiễm trùng hay không, hay là do những cái nhóm sốc khác. Rồi can thiệp đối với nhóm bên đây thì mình học rồi, thứ nhất là một là bù dịch, thuốc vận mạch và sử dụng kháng sinh. Rồi còn can thiệp bên cái nhóm sốc tim, nghĩa là mình sử dụng thuốc vận mạch và cái thuốc nâng huyết áp. Rồi can thiệp của sốc giảm thể tích nghĩa là phải bù máu, vận mạch và cầm máu. Rồi can thiệp trên nhóm sớm tắc nghẽn thì tùy theo nhóm nguyên nhân, chủ yếu là mình sẽ giải quyết tắc nghẽn. Cái bài học của mình ngày hôm nay là mình tối nay là mình kết thúc nha các bạn. Rồi, cảm ơn bài trình bày của bác sĩ Bảo Đạt. Tôi xin tóm tắt lại cái nội dung trước khi chúng ta qua cái phần thảo luận. Thì đầu tiên á, chúng ta phải thay đổi một cái suy nghĩ trước giờ chúng ta hay quen, đó là thế nào được gọi là sốc. Chúng ta hay chẩn đoán sốc khi mà có tụt huyết áp, nhưng thật ra thì theo đúng định nghĩa, sốc nó là một tình trạng suy tuần hoàn mà ảnh hưởng lên cái quá trình sử dụng oxy của mô. Thì tuy nhiên, do đó thì cái trong cái định nghĩa sốc nó còn có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là giảm cung lực tim và suy tuần hoàn đó. Yếu tố thứ hai là giảm tuần máu mô, và thứ ba là giảm khả năng sử dụng oxy của mô. Là ba cái thông số cấu thành nên sốc. Thì trên lâm sàng á, thì cái cung lượng tim chúng ta sẽ đánh giá gián tiếp, một cách gián tiếp thông qua huyết áp. Thì trên đây có một câu hỏi, thì có khi nào dấu giảm tuyến máu mô có trước sau đó mình tụt huyết áp? Thì khi mà cung lượng tim giảm, thực ra trên lâm sàng mà mình đánh giá là mình thấy tuyến máu mô giảm rồi, cái khả năng sử dụng oxy của tế bào nó giảm rồi, nhưng con số huyết áp có thể nó vẫn còn bình thường. Lý do tại sao vậy? Tại vì huyết áp thì nó lại còn bị chi phối bởi kháng lực mạch. Do đó khi cung lượng tim giảm, nó xuất hiện các cơ chế bù trừ co mạch lại, cho nên chúng ta thấy là huyết áp nó vẫn còn trong giá trị bình thường. Nó có trong giá trị bình thường, nhưng mà thực ra nó có bình thường hay không? Thực sự nó không có bình thường. Làm sao chúng ta biết nó không bình thường? Chúng ta thấy mạch nó sẽ thay đổi và hiệu áp nó sẽ thay đổi. Do quá trình bù trừ nó làm sẽ làm thay đổi hiệu áp. Ví dụ khi cung lượng tim giảm, kháng lực mạch tăng lên, chúng ta sẽ thấy chênh áp giữa huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương nó hẹp lại, mà chúng ta hay gọi là huyết áp kẹp đó. Còn ngược lại, tình huống là mạch nó giãn thì nó lại bù trừ ngược lại bằng cái thể tích giáp quốc, bù trừ lại và chúng ta thấy cái hiệu áp nó lại rộng ra. Có nghĩa là mặc dù con số huyết áp thì nó vẫn trong giá trị bình thường, nhưng chúng ta thấy lúc này chúng ta hay dùng cái từ gọi là rối loạn huyết động, là mạch thay đổi và cái chênh áp nó thay đổi rồi. Lúc đó chúng ta lập tức chúng ta xem coi có dấu hiệu giảm tuyến mô không, chúng ta kiểm tra coi da có lạnh hay không, thời gian phục hồi da, mau mạch nó có kéo dài hay không. Đó. Rồi nếu mà nặng nữa là chúng ta thấy da nổi bông nữa.
là chúng ta thấy màu sắc nước tiểu, cái máu thận, màu sắc nước tiểu, lưu lượng nước tiểu có thay đổi hay không. Chúng ta quan sát cái ý thức của bệnh nhân có vật vã, kích thích cảm giác như không yên hay không. Thì kết hợp những thông số đó lại, sau đó chúng ta nghi ngờ sốc, chúng ta làm xét nghiệm lactate, chúng ta thấy tăng. Lactate là thể hiện cho khả năng sử dụng oxy của tế bào. Lúc này chúng ta có đủ thông tin để nghĩ đến sốc. Thì bước tiếp theo, khi chúng ta có nghĩ đến sốc rồi, bước tiếp theo chúng ta chẩn đoán sốc, sốc gì? Thì có rất nhiều cách để chẩn đoán. Tất nhiên là càng nhiều thông tin thì càng chính xác. Mà trước giờ chúng ta biết để chẩn đoán chính xác thì sốc, chúng ta phải dựa vào các thông số huyết động. Chúng ta phải dựa vào các thông số huyết động. Tuy nhiên, ở thời điểm ban đầu, ở trên khoa, ở cấp cứu, chúng ta không thể nào đo được các thông số huyết động đó được. Thế thì chúng ta phải có cái cách nào đó để gợi ý. Cái cách đó là chúng ta xem coi cái bệnh học của cái sốc đó nó can thiệp vào cái thông số nào. Ví dụ như sốc giãn mạch nó sẽ làm thay đổi cái kháng lực mạch hệ thống SVR. Nếu mà sốc tim, nó sẽ làm thay đổi cung lượng tim. Sốc giãn thể tích hoặc là sốc tắc nghẽn nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chỉ số gọi là ODV đó, thể tích cuối thị tâm trường. Đó là một cách đơn giản để chúng ta gợi ý đến sốc. Sau đó chúng ta can thiệp. Chúng ta can thiệp thì khi can thiệp chúng ta thường theo một cái trình tự tương đối thôi. Nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái mạch nó xem như thế nào, thì cái mạch nó phải nằm trong cái khoảng gọi là khoảng tương đối chấp nhận được, là từ 50 đến 150. Tại vì khi cái mạch mà nó thấp quá hoặc nó nhanh quá, nó sẽ làm cho cái cung lượng tim nó càng tệ hơn. Nên chúng ta sẽ cố gắng duy trì cái mạch trong cái khoảng đó. Nên chúng ta hãy thấy cái phác đồ ACS nó sẽ đi trước. Sau đó khi cái mạch tương đối rồi, chúng ta nghĩ đến cái bệnh học của cái sốc rồi, chúng ta dùng thuốc, chúng ta truyền dịch vô. Thì cái phác đồ truyền dịch hiện nay nó gọi là phác đồ truyền dịch 4 pha. Và cái tên mới nhất hiện nay nó gọi là Rose Fluid Therapy. Mấy năm trước thì nó gọi là phác đồ truyền dịch 4 pha, bây giờ nó có cái tên luôn rồi, Rose Therapy. Thì khi có cái truyền dịch đó, thì đa số tình huống nếu mà chúng ta làm tốt thì chúng ta truyền dịch, chúng ta dùng thuốc vận mạch và là chúng ta đã gần như thắng được 50% rồi. Sau đó chúng ta can thiệp đúng vào cái sốc của nó. Ví dụ như sốc nhiễm trùng chúng ta dùng kháng sinh, sốc phản vệ chúng ta dùng epinephrine, sốc tim thì chúng ta buộc phải can thiệp, can thiệp tưới máu hoặc là can thiệp thiết bị hỗ trợ thì đó là các điều trị đặc hiệu cho từng loại sốc. Rồi bây giờ chúng ta đi vào từng câu hỏi một. Các bạn cứ đặt câu hỏi. Tại sao mình không can thiệp, câu thứ nhất là tại sao mình không can thiệp suy tim trước rồi mới can thiệp đổ dịch. Thật ra thì câu hỏi của bạn nó không mới. Trước kia kìa, các loại sốc trước kia là người ta can thiệp bằng thuốc vận mạch trước không à. Trước khi cái phác đồ truyền dịch của Survivin Sepsis Campaign ra đời năm 2002 á, là người ta can thiệp sốc bằng thuốc vận mạch là chính. Và người ta thấy cái gì? Lúc thời điểm đó cái thuốc được dùng đầu tay và nhiều nhất đó là dopamine. Tại người ta thấy là dopamine nó có lợi lắm. Nó vừa tăng sức co bóp cơ tim mà nó vừa co mạch, nó đạt được tất cả những cái hiệu quả bệnh học của sốc. Thế thì kết quả người ta thấy gì? Bệnh nhân tỷ lệ tử vong nhiều quá. Thế tại sao lại nhiều như thế? Tại vì khi một tình huống sốc xảy ra, tưới máu mô đang giảm, thì cái động tác mà chúng ta siết mạch lại nó làm cho tình trạng tưới máu mô càng tệ hơn. Cái thứ hai nữa là tim đang phải phải gồng gánh lên, cái nhu cầu oxy của tim nó đang cao lên. Thế chúng ta lại làm thêm một phát nữa, bắt tim nó hoạt động mạnh lên nữa. Nó sẽ dẫn đến rối loạn nhịp, thiếu oxy cơ tim. Cho nên là hồi xưa đó là cái điều trị sốc chúng ta thấy nó hú họa lắm. Và một cái triệu chứng mà chúng ta hay nghe nói nhiều đó là da nổ bông là vì vậy. Hồi xưa da nổ bông nhiều lắm. Nhưng bây giờ khi mà phác đồ truyền dịch ra đời,
nó cải thiện tỷ lệ tử vong một cách ngoạn mục. Nếu các bạn biết là trước khi đó sốc chết hơn 50%, sau khi phác đồ truyền dịch ra đời giảm xuống còn 30%, nó còn kỳ tích. Nên như đó về sau đó, gần như là các guideline người ta thay đổi hết, sốc lúc nào đưa cái liệu pháp truyền dịch lên, và dẫn đến bây giờ cái liệu pháp truyền dịch là cái mà buộc phải học, buộc phải biết. Tại vì tất nhiên là khi mà truyền dịch háo hức quá nó lại dẫn đến một cái thái cực ngược lại, là có nhiều trường hợp truyền dịch nó gây hại. Nghĩa là sau cái giai đoạn mà người ta truyền dịch vô, người ta thấy sống nhiều quá, xong người ta truyền dịch rất là nhiều, cái truyền nhiều bây giờ nó lại gây ra cái hại ngược lại, thế là bây giờ người ta lại học cách tiết chế nó lại. Và bây giờ cái guideline hồi xưa ta gọi là Surviving Sepsis Campaign người ta bỏ rồi, bây giờ ta chuyển sang cái phác đồ truyền dịch mới là truyền dịch 4 pha. Rồi tiếp theo, trong sốc thuyên tắc phổi, truyền dịch gây chèn ép thức phải. Thật ra thì câu hỏi của bạn nó hợp lý. Khi chúng ta tiếp cận sốc á, thì chúng ta sẽ thời điểm đó chúng ta chưa biết sốc gì hết á. Riêng trường hợp thuyên tắc phổi nó có tình huống đặc biệt là gì? Là lúc này nó có tới hai phác đồ tiếp cận. Thứ nhất là tiếp cận sốc và thứ hai là tiếp cận siêu hấp. Cái biểu hiện của người thuyên tắc phổi do đầu tiên đó là siêu hấp trước. Thì khi mà thuyên tắc phổi diện rộng là phải tắc nghẽn rất là nhiều hoặc là tắc nghẽn mạch máu lớn thì nó mới dẫn đến sốc. Cho nên là cái quy trình tiếp cận của thuyên tắc phổi á, chúng ta áp dụng song song cùng lúc, và nếu có thì là tiếp cận siêu hấp nó đi trước. Do đó chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra, nếu mà bài trước chúng ta tham gia chúng ta sẽ thấy là tiếp cận siêu hấp chúng ta sẽ nhận ra được thuyên tắc phổi. Và khi chúng ta đã biết thuyên tắc phổi rồi thì vấn đề là làm sao giải quyết được thuyên tắc mới là chính. Cái chuyện truyền dịch nó không phải là cái yếu tố quyết định ở đây, không phải yếu tố quyết định. Và nếu mà chúng ta truyền nhiều quá chắc chắn là có hại rồi, nó sẽ gây quá tải sức khỏe, dĩ nhiên là có hại rồi. Nên là trong một thời gian tích tắc chúng ta nhận biết ra được thuyên tắc phổi và có kèm sốc nữa, ta gọi là unstable á, thuyên tắc phổi có kèm sốc thì buộc các biện pháp can thiệp sẽ được áp dụng. Có trường hợp nào tụt huyết áp trước khi xảy ra dấu hiệu giãn túi môi hay không? Thì chúng ta quay lại, thật ra định nghĩa sốc là trạng suy tuần hoàn gây giãn túi môi dẫn đến giảm sử dụng oxy mô, thì đó mới gọi là sốc. Thì trên lâm sàng chúng ta có những cái tình huống mà tụt huyết áp mà không có sốc, đó là những trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý là huyết áp thấp mãn tính. Thì với trường hợp đó thì chúng ta không có phải điều trị như sốc, không có điều trị như sốc được. Đó là một cái tình huống khác. Và khi nào bệnh nhân có giảm túi mô, có giảm sử dụng oxy mô, đó kèm theo dấu hiệu suy tuần hoàn thì chúng ta gọi là sốc. Để trả lời cho bạn là thực tế trên lâm sàng chúng ta vẫn có tình huống là tụt huyết áp mà không có sốc. Khi nào mình xác định được bệnh nhân sốc không hồi phục và lúc đó mình có thể làm gì? Đây là một câu hỏi rất là khó. Thế thì cũng nói cho các bạn luôn, cái cách bước để tiếp cận một huyết động á, nó tới 7 bước rồi. 7 bước nghĩa là sao? Bước đầu tiên là chúng ta tiếp cận bằng lâm sàng. Bước thứ hai là chúng ta tiếp cận đánh giá túi máu mô toàn thể. Đó là cái nội dung của hai cái bước mà chúng ta vừa mới nói ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta thất bại tiếp, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba, ta gọi là đánh giá túi máu tạng từng cơ quan một. Bước thứ tư là chúng ta sẽ đánh giá đáp ứng dịch. Rồi tiếp theo lúc này chúng ta sẽ đánh giá cung lượng tim, đánh giá đáp ứng dịch dịch xong rồi thất bại rồi chúng ta sẽ đánh giá cung lượng tim. Đánh giá cung lượng tim thì nó lại có hai phương pháp,
có clip và không có clip. Nếu mà còn thất bại nữa thì chúng ta chuyển sang bước đánh giá kế tiếp là đánh giá chức năng tim. Cung lượng tim giảm có phải do tim hay không? Cũng thất bại nữa thì chúng ta sẽ đến bước cuối cùng gọi là đánh giá vi tuần hoàn. Vi tuần hoàn. Đó là tất cả các bước của tiếp cận huyết động. Và dĩ nhiên là nó không phải là nội dung của tất cả bài hôm nay, mà chúng ta sẽ làm được có hai bước đầu tiên thôi, là đánh giá về lâm sàng và đánh giá tuyến móng mô tổng thể. Thì các bạn, nếu mà chúng ta tiếp cận tốt, chúng ta tiếp cận sớm thì chỉ cần hai bước này thôi là chúng ta đã thắng rồi, thắng rất nhiều rồi. Chỉ có một số ít bệnh nhân mà đến trễ hoặc là có những bệnh lý phức tạp, chúng ta mới phải triển khai các bước đánh giá tiếp theo. Thì các bạn nào mà theo dõi mạng xã hội thường xuyên thì sắp tới nó sẽ có một cái chủ đề liên quan đến huyết động đó. Ai quan tâm thì sẽ được có một cái nhìn tổng thể về tất cả các bước đánh giá huyết động. Có một slide về VO2 và DO2 và thông số SpO2. Ok. Thì DO2 ta gọi là delivery á. Delivery có nghĩa là cái lượng oxy mà cung cấp đến mô, nó gọi là DO2. Còn VO2 là consumption, là cái lượng oxy mà mô sử dụng. Tuy nhiên á, để chúng ta không có đo được là mô nó sử dụng bao nhiêu oxy đó, chúng ta không có đo được. Thế làm sao chúng ta biết? Là chúng ta dựa vào cái lượng oxy mà trở về tim còn bao nhiêu, đó là SCVO2. Thì nó là ba thông số thôi. DO2, VO2 và SCO2 nó liên quan đến nhau, nó ba thông số. Thì oxy cung cấp tới mô, mô sử dụng còn bao nhiêu nó sẽ trở về tim. Thì thông thường á thì mô của mình nó sẽ có khả năng sử dụng oxy nằm trong khoảng 20 đến 50% cái lượng oxy cung cấp. Cho nên là cái oxy mà trở về tim chúng ta hay nói SCO2 nó loanh quanh khoảng 60 đến 75%. Đã. Thì chúng ta dựa vào cái lượng oxy về tim, chúng ta có thể tiên đoán được, dự đoán được cái lượng, cái tỷ lệ chiết xuất hoặc là sử dụng cái oxy của mô. Rồi, bệnh nhân tụt huyết áp mà không có dấu hiện tượng máu mô, nãy nói rồi đó. Có những người có bệnh, có cái tình trạng là huyết áp thấp mãn tính. Ví dụ như là chẳng hạn như là một số người như là bệnh lý gan chẳng hạn, người ta có bệnh lý tình trạng giãn mạch mãn tính, hoặc là một số bệnh nhân hẹp van hai lá mãn tính, thì huyết áp người ta cũng thấp đó, nhưng mà người ta đâu có giảm được ống mô đâu, nhưng mà những người đó cũng dễ lên xuất hiện tình trạng rối loạn tuần hoàn là dễ. Bệnh nhân sốc tim, huyết áp tụt, dùng vận mạch tăng nhịp tim lên có làm tim xấu hơn không? Thì trong cái điều trị sốc tim á, cái yếu tố mà xuất hiện trước đó là cung lượng tim do chức năng tim giảm, thể tích nhập bót giảm. Đó. Và sau đó thì cơ thể bù trừ bằng cách co mạch lại, co mạch lại, cố gắng duy trì cầm cự. Thì các nguyên nhân của sốc tim thường là hội chứng bệnh cấp nhồi máu cơ tim, rồi các bệnh lý viêm cơ tim, là các bệnh lý thường gặp của sốc tim. Thì khi sốc tim là cái tim nó đuối rồi, thì cái chuyện dùng thuốc vận mạch để tăng sức bóp của nó chỉ là một cầm cự tương đối thôi. Cầm cự để duy trì cái mô mô, đừng để gây ra một cái vòng xoắn tiếp theo thôi.
và chúng ta phải hiểu rằng cái chuyện đó nó sẽ làm tăng nhu cầu oxy cơ tim lên và nó có hại chứ không phải là nó có lợi. Do đó cái khi chúng ta can thiệp bước đầu, lập tức chúng ta phải nghĩ đến các bước tiếp theo. Nếu mà bệnh nhân là có hội chứng bệnh cấp thì chúng ta phải can thiệp tiêu máu mô liền, can thiệp tái thông liền. Còn nếu mà bệnh nhân có những cái biểu hiện của viêm cơ tim thì chúng ta phải đặt các thiết bị hỗ trợ cơ học và chờ cho cái đợt cấp nó qua đi thì bệnh nhân sẽ hồi phục được. Tuy nhiên thì một số tình huống thì chỉ cần dùng thuốc vận mạch thôi nó cũng đạt được một cái chức năng tim vẫn cho phép cầm cự được với thuốc vận mạch và sau thời gian đó thì cơ tim là từ từ nó phục hồi. Có nhiều trường hợp nó như thế. Còn khi mà tất nhiên là nó sẽ có chỉ định là khi nào thì sẽ đặt những cái thiết bị cơ học. Thì cái diễn tiến đó người ta gọi là y cai đó, y cai diễn tiến trong sốc tim, các bước can thiệp. Khi bệnh nhân có phối hợp nhiều loại sốc thì có ưu tiên thứ tự. Đây là một cái trăn trở, trăn trở. Thì khi chúng ta gặp một bệnh nhân bị sốc, nội cái vòng xoắn của cái sốc đó thôi là làm chúng ta mệt rồi. Ví dụ chúng ta gặp sốc nhiễm trùng, thì sốc nhiễm trùng thì nó gây tụt huyết áp, nó sản sinh ra các cytokine và sau đó nó cũng ảnh hưởng đến chức năng tim. Chúng ta sẽ có chúng ta thấy BNP tăng rồi men tim tăng. Nếu mà trên bệnh nhân có bệnh lý nền của tim mạch nữa thì sau đó có khả năng đi kèm cả sốc tim không phải không có. Hoặc là tình huống chúng ta gặp sốc do virus corona chẳng hạn, covid chẳng hạn, nó đánh một lúc cả vào mạch cả vào tim. Nên chúng ta thấy là một bệnh nhân mà chúng ta đang cầm cự ở Sài Gòn này, bệnh nhân được cả lọc máu và đặt ECMO. Thì khi mà chúng ta đã đạt đến cái mức này, có nghĩa là chúng ta phải can thiệp hoàn toàn bằng huyết động. Chúng ta phải dựa vào huyết động để xử trí, nghĩa là 7 bước huyết động mà nãy tôi nói đó. Còn cái nội dung mà chúng ta vừa nghe nó chỉ là phục vụ cho trong vòng 4 đến 6 giờ đầu can thiệp sốc, trong cái khoảng thời gian đó thôi. Thì tôi nói là nếu chúng ta gặp những tình huống đa số trường hợp đó, và chúng ta can thiệp tốt, chúng ta nhận biết tốt thì chúng ta đã gần như thành công phần lớn cái trường hợp đó. Riêng trường hợp này rất là khó. Thì lúc này chúng ta buộc những bác sĩ nào mà điều trị những cái trường hợp này buộc phải biết được đánh giá huyết động. Nghĩa là buộc phải biết đánh giá tất cả các giai đoạn huyết động này. Nghĩa là phải biết được đánh giá thế nào là đáp ứng dịch. Đánh giá biết các biện pháp đo được cung đường tim, đo là một chuyện nha, còn nhận còn đánh nhận biết được cái thông số nó diễn ra như thế nào cũng là cũng không phải dễ. Rồi đánh giá được chức năng tim và đánh giá được vi tuần hoàn thì những bác sĩ đó thì mới đủ can đảm để điều trị những cái dạng sốc phối hợp. Làm sao để đánh giá được đáp ứng truyền dịch dựa vào lâm sàng hay xét nghiệm như lắc tát? Thì đáp ứng truyền dịch đó, quay lại giai đoạn đầu của sốc, định nghĩa sốc là tình trạng suy tuần hoàn gây giảm tiêu máu mô và ảnh hưởng lên sử dụng oxy tế bào. Thì khi chúng ta can thiệp, chúng ta truyền dịch tốt thì chúng ta sẽ thấy là tiêu máu mô cải thiện. Tế bào mô là chúng ta có cái ba cái cửa sổ tế bào mô đó là da, là thận và não. Cửa sổ tế bào mô cải thiện và sử dụng oxy tế bào cải thiện là lắc lắc tắt cải thiện. Đó là bước đầu tiên của đánh giá đáp ứng truyền dịch hoặc là đáp cả cả vận mạch cũng vậy. Chúng ta sử dụng các chỉ số lâm sàng như thế. Còn khi tất nhiên khi nặng hơn thì chúng ta phải sử dụng các kỹ thuật khác. Lâm sàng thì không đủ để phân định, ta sẽ sử dụng các kỹ thuật khác, ví dụ như là nó không thuộc bài này nhưng mà cũng nói luôn đó là chúng ta sẽ dựa vào cái tiên đoán đáp ứng truyền dịch
SVV, BBV, hoặc là nghiệm pháp ngưng chân. Hoặc là nếu mà giỏi nữa chúng ta đo được cung lượng tim luôn. Khi truyền dịch vô chúng ta thấy cung lượng tim tăng lên là có nghĩa có đáp ứng truyền dịch. Nhiên nó là các kỹ thuật khó. Còn giai đoạn đầu thì chúng ta chỉ cần sử dụng lâm sàng, cửa sổ túi mô và lắp tác là đủ. Rồi, nếu không có câu hỏi nào, Lộc ơi hôm nay ai là người trình cho lâm sàng? Thầy một em đi làm ở đây. Rồi, chúng ta bắt đầu thảo luận cả lâm sàng ha. Alo, anh thầy nghe không thầy? Alo. Nghe rõ rồi em. Thầy vừa nãy em. Ủa, sao không chạy? Thì bệnh nhân 51 tuổi có một cái tiệm canh rất là đặc trưng cho bệnh cao huyết áp. Thì bệnh nhân xuất hiện ở phòng cấp cứu, ổng phàn nàn rất là nhiều ngày nay là ổng cứ đau bụng hoài, nôn ói và đi phân lỏng. Thì ổng nói rằng 2 tuần trước thì ổng đã có ổng xuất hiện cái triệu chứng sốt, sốt lạnh run và đau 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 vừa ở vùng một phần tư trên phải. Bệnh nhân đã đi khám ở một bác sĩ khác cách đây 2 ngày trước đó, thì được chẩn đoán là viêm viêm nhiễm đường tiêu hóa. Thì khi mà bệnh nhân nói rằng bệnh nhân vẫn cảm thấy rằng bệnh nhân vẫn đau bụng, vẫn nôn ói và vẫn là đi đi tiêu chảy nặng hơn, và bệnh nhân cũng có sốt sốt 40 độ C và có sốt lạnh run và có chán ăn. Bệnh nhân nói rằng bệnh nhân không không có ho, không đau ngực, không có đau đầu, không có cứng cổ, không đau họng hay là bất kỳ một cái triệu chứng đi tiểu bất thường nào. Thì tiền căn của ổng thì là ổng không có mồ bệnh nhân không có dị ứng, không có hút thuốc hay uống một bia, chưa từng mổ vùng bụng. Bệnh nhân có đi du lịch ở Ấn Độ một năm trước. Thì hiện tại thì ổng chưa cái thuốc ổng đang xài thì chỉ có là atenolol thôi, nhưng mà ổng đã bỏ, không xài mấy vài ngày trước rồi. Thì thăm khám lâm sàng thì bệnh nhân nhìn có vẻ mệt mỏi và xanh xao, bệnh nhân tỉnh táo và đáp ứng và trả lời những câu hỏi tốt. Nhiệt độ hiện tại bệnh nhân là 39 độ C, mạch 100 130 lần phút, huyết áp là 70 trên 40, nhịp thở tăng 26, SpO2 là 97% ở khí trời. Khám động mạch cổ thì bệnh nhân có da ấm và gì hạt khô. Khám tim mạch thì bệnh nhân có nhịp tim nhanh, nghe tiếng thấy nhịp nhanh, nhịp tim thì nghe tiếng tim thì không gì bất thường, phổi trong. Khám bụng thì bụng bệnh nhân mềm, không cứng, giảm nhu động ruột, bệnh nhân đau vùng thượng vị và vùng và 1/4 trên phải. Dấu mật phi âm tính và không sợ thấy khối bất thường. Khám chi thì chi bệnh nhân lạnh, thấy thấy chi bệnh nhân lạnh, mạch đập yếu, da thì da khô và không có phát ban. Dấu thần kinh bị không thấy. Thì bệnh nhân được được lắp máy theo dõi nhịp tim và được đặt catheter. Bệnh nhân được lấy máu và xét nghiệm máu. Bệnh nhân được truyền 5 lít dịch saline đường tĩnh mạch, nhỏ giọt enafin khi mà cái huyết áp bệnh nhân được ổn định một chút. Và bác sĩ lâm sàng có sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm. Thì đây là các kết quả cận lâm sàng. Thì điện tâm đồ bệnh nhân là chỉ có phát hiện ra một cái nhịp tim nhanh thôi, nhịp 130 lần một phút, không thấy
không thấy sự thay đổi bất thường của ST, CT ngực thì bình thường. Bệnh nhân có một cái là bệnh nhân có tăng cái leukocyte, bệnh nhân giảm leukocyte và có xuất hiện là 27% cái bàn miễn dịch, hematocrit giảm, mạch cầu, tiểu cầu giảm, creatinin tăng, bilirubin toàn phần tăng, ALT tăng, alkali phosphate tăng, troponin bệnh nhân có tăng nhẹ, lát tá bệnh nhân tăng rất là cao, INR 1.3 và fibrinogen là 516. Thì đây là cái khí máu động mạch của bệnh nhân. Bệnh nhân được cho đi chụp CT scan, thì trong một cái CT scan khi mà ảnh CT scan không có cảnh quang á, thì thấy có một khối dịch ở vùng ở thùy trái gan. Khi mà cho phản quang vô thì người ta thấy được ngay cái mũi tên này là một áp xe gan, kích thước là 4 cm. Sau đó bệnh nhân được được rút dịch áp xe gan theo dưới sự hướng dẫn của CT. Người ta lấy cái dịch ra đi cấy á, thì cái dịch màu nâu nâu đục, cấy máu và cấy dịch áp xe thì người ta cấy ra được con staphylococcus, con staphylococcus, và người đồng thời cái dịch này vẫn còn nhạy với lại metronidazole với ceftriaxone. Thì cái này là em đưa lên là chỉ nói lại cái phần của anh Bảo Đạt hồi nãy thôi. Thì để chẩn đoán một cái, thứ nhất là để chẩn đoán một cái bệnh nhân có sepsis đó, thì là một cái nhiễm trùng, là bệnh nhân đã có nhiễm trùng rồi, và cái sự thay đổi của cái xương pha. Thì ở bệnh nhân này á, mình có một cái số mình đánh giá, mình đánh được là 2 điểm của cái bạch cầu giảm. Cái khí máu á, thì bệnh nhân thì mình không có lấy được cái BA này nên không lấy được tiếp. Thì mình thấy được cái tiểu cầu giảm mình lấy 2 điểm, bilirubin toàn phần tăng thì mình lấy được 2 điểm. Bệnh nhân trong đây á, là trong cái bài á, thì cái phòng cấp cứu người ta kêu là người ta có xài norepinephrine, nhưng mà mình không biết được là người ta xài liều bao nhiêu. Thế nên thì ít nhất bệnh nhân sẽ cái điểm đó thì bệnh nhân sẽ nằm từ 3 đến 4 điểm. Rồi let's go bệnh nhân tỉnh táo, nhưng mà tại vì bệnh nhân nhìn có vẻ xanh xao nên có thể là cái điểm bệnh nhân sẽ nằm từ 0 đến 1 điểm. Creatinine tăng lấy được 1 điểm. Thì nếu cộng tất cả các điểm thì lại là 2 2 là 4, 4 7 8 9. Thì cái điểm bệnh nhân nằm cỡ 8 9 điểm, thì bên đây em có up cái bảng để cho mấy bạn đánh giá được tại sao mình đánh thang điểm SOFA, để mình tiên lượng được cái mortality của bệnh nhân thì nó nằm ở cái 8 9 điểm. Thì nếu mà để chẩn đoán một cái sepsis sốc thì phải là một cái sepsis và một cái và sự ha và ha và cộng thêm hai cái nữa là bệnh nhân có xài một cái giãn mạch, ấy một cái co mạch là cái để giữ huyết áp, và một cái nữa là cái sự thay đổi của serum. Thì em chẩn đoán bệnh nhân là sốc nhiễm trùng thứ phát do cái áp xe gan. Dạ hết rồi. Bây giờ mình thảo luận lại cái ca lâm sàng. Ca lâm sàng của em rất là hay. Em mở lại cái slide đầu tiên. Hình như cái bài của bác sĩ Bảo Đạt trình bày, thì trong các dạng sốc thì sốc nhiễm trùng là cái sốc chúng ta thường gặp nhất. Do đó chúng ta thấy là các hướng dẫn về sốc nhiễm trùng rất là chi tiết. Và cái sốc nhiễm trùng là một trong cái sốc mà chúng ta mang lại nhiều màu sắc trong điều trị đó. Chúng ta nếu điều trị thành công, bệnh nhân sẽ khỏi rất là nhanh.
Do tại sao mà nó có cái phác đồ 1 giờ, cái bên đồ 1 giờ. Rồi trước kia nó còn có bên đồ 3 giờ và bên đồ 6 giờ. Còn nếu mà chúng ta không làm tốt thì sau đó chúng ta thấy là mọi thứ nó diễn tiến rất là tệ. Chúng ta cứ cò cưa với bệnh nhân. Và đôi khi chúng ta thắng nhưng mà chúng ta cũng thua cũng không ít. Đó, cho nên là tại sao cái sốc nhiễm trùng nó mang lại chúng ta rất nhiều cảm xúc trong điều trị. Thì bệnh nhân này đã có một cái tiền sử viêm ruột, viêm dạ dày ruột, đã đi khám rồi. Thế thì trong lúc cái đợt khám đầu tiên á, cái first consultation á, chúng ta em có cái thông tin điều trị của bệnh nhân này ngay cái thời điểm này hay không? Bệnh nhân đã được dùng kháng sinh thời điểm này hay chưa? Dạ em không rõ thầy. Tại vì cái current, nó chỉ ghi là cái current medication hiện tại mình chỉ xài atenolol, không có rõ là mình cho kháng sinh. Rồi, có nghĩa là cái thuốc mà mình điều trị cho cái bệnh lý hiện tại của bệnh nhân đó. Có khả Dạ năng dạ dạ bệnh nhân này tăng huyết áp, gọi là tăng huyết áp cơn, do đó người ta sẽ dùng dạng beta. Tuy nhiên có cái đợt khám mà trước khi nhập viện lần này vô sốc đó, là người ta đã được chẩn đoán, bác sĩ chẩn đoán viêm dạ dày ruột rồi đúng không? Đó thì trong cái đợt khám đầu tiên chắc chắn là người ta phải được điều trị một cái gì đó. Đó, primary care nè, bác sĩ primary care nè, 2 ngày trước nè, chẩn đoán viêm dạ dày ruột bệnh nhân có sốt rồi, có lạnh run rồi, đau mà đau 1/4 bên phải, đó. Thì đáng lẽ là bệnh nhân phải được làm một cái cận lâm sàng gì đó, ví dụ như là siêu âm chẳng hạn, bệnh nhân có tiêu chảy mà tới mấy ngày ta, vài ngày. Đó, tiêu chảy vài ngày, đau bụng mà kiểu co thắt. Thì đáng cũng kèm buồn nôn nữa. Thì đáng lẽ là cái bác sĩ primary care này là cũng phải làm một cái gì đó rồi, xét nghiệm phân chẳng hạn. Đó, hoặc là soi phân ấy, hoặc là một cái siêu âm. Đó, và chúng ta chưa thấy cái can thiệp thời điểm này. Đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi thì bây giờ chúng ta lật lại vấn đề. Nếu bác sĩ này thời điểm đó đã chẩn đoán hoặc là đã nhìn thấy cái triệu chứng này gợi ý một cái biểu hiện nhiễm trùng rồi mà không can thiệp, mà 2 ngày sau bệnh nhân vào sốc, lỡ sau đó bệnh nhân không qua khỏi thì chắc là bác sĩ này lên đường quá, đúng không? Em đồng ý Dạ. không? Dạ có thôi. Tại À, vì căng dữ. Nên giả sử em là bác sĩ mà sau đó tiếp nhận bệnh nhân, là em phải ráng bằng mọi giá cứu sống đó, còn không cứu sống là đồng đội của mình chắc là bị ra tòa chắc rồi đó. dạ. Rồi may sao 2 ngày sau, không biết là may hay xui nha, thế bệnh nhân vẫn tiếp tục đau bụng, tiếp tục buồn nôn, tiếp tục tiêu chảy và sốt rất là cao 40 độ. Bệnh nhân vào. Rồi em lật qua slide tiếp theo. Quá sạch quá. Ở đây có một cái thông tin là bệnh nhân người Ấn Độ ha, người gốc Ấn Độ. Không Sao thầy, không, ổng là người Mỹ nhưng mà ý là ổng đi du lịch qua Ấn Độ cách đây 1 năm thôi, thì cái tiền căn du lịch của bệnh nhân là cách đây 1 năm. chứ không phải originally là ông là người gốc Ấn Độ hả? Thật ra cái này, tại vì này là tình huống trong sách đúng Đúng rồi thầy, không, copy ra đúng đúng rồi. nên là sách của Mỹ, nên là người ta phải có cái chủng tộc trong đó. Vì người Mỹ nó từ khắp nơi trên thế giới mà, người ta tìm chủng tộc để người ta xem có những cái đặc điểm riêng cho chủng tộc đó. Rồi, bệnh nhân đang dùng dạng beta. Ok, tiếp em chuyển sang slide kế tiếp. Đây là các thông tin mà lúc mình vô gặp bác sĩ của bệnh viện khám. Bệnh nhân sốt vẫn rất là cao, mặc dù dạng beta được dùng đang được dùng mới được ngưng có 2 ngày thôi,
mà mạch tới 130 lần một phút. Đó, huyết áp lâu tục, nhịp thở tăng. Thì chúng ta quay lại lâm sàng, định nghĩa là sốc. Sốc là tình trạng suy tuần hoàn. Suy tuần hoàn là giảm của đường tim á, dẫn đến giảm túi máu mô và giảm sử dụng oxy mô. Chúng ta đi lần lượt à, dấu hiệu đầu tiên là suy tuần hoàn thì là giảm cung đường tim đó, mà chúng ta không biết cung đường tim thì chúng ta giữ huyết áp, huyết áp mà 70 trên 40 mà giảm nữa nghĩa là các cơ chế bù trừ đã thất bại rồi, nghĩa là bệnh nhân lại chuyển sang giai đoạn sốc mất bù rồi. Nếu mà sốc mà bệnh huyết áp vẫn còn bình thường, huyết áp tâm thu vẫn còn trên 90, người ta gọi là sốc còn bù. Còn huyết áp mà tụt rồi, người ta gọi là sốc mất bù. Đó nghĩa là các cơ chế bù trừ là không còn cầm cự nổi với cái tình trạng giảm của đường tim rồi. Giảm tới mô mô, chúng ta xem coi cái chi bệnh nhân, bệnh nhân có lặn, đã chi lặn, có cái thời gian phục hồi mau mạch kéo dài, đã, mạch yếu. Đó. Thì trên lâm sàng ấy, chi lặn á, mình cố gắng phân biệt là lặn đầu chi hay là lặn ở gốc chi, nghĩa là cái diễn tiến điều trị, diễn tiến sốc và diễn tiến điều trị nó cứ lặn dần lên. À, trên lúc chúng ta điều trị chúng ta thấy bệnh nhân tốt lên, nó tới máu mô tốt lên, chúng ta thấy chi nó ấm dần từ gốc và tới ngọn. Đó, cho nên chúng ta sẽ cố gắng đánh giá là chi lặn ở vị trí nào. Để khi chúng ta điều trị chúng ta sẽ theo dõi được cái đáp ứng của nó. Rồi biểu hiện tứ máu mô còn ở thận, ở đây chúng ta không thấy ghi nhận cái triệu chứng của thận. Chúng ta hỏi là sao? Chúng ta hỏi bệnh nhân là ông thấy cái màu sắc nước tiểu của ông sao? Ông thấy cái mỗi lần đi tiểu thấy cái nó ít dần đi hay không? Ngày sáng giờ thấy tiểu mấy lần rồi? Đã hỏi xem coi đánh giá coi gợi ý cái nước tiểu có giảm hay không. Đã. Rồi ý thức thì chúng ta sẽ nhìn. Ý thức ở đây á, nếu mà đánh giá bằng lâm sàng á, chúng ta rất khó ghi ra được, nhưng nếu mà chúng ta dựa vào cái những cái thang điểm gọi là thang điểm RAS, chúng ta có thể phân tầng được ý thức. Ví dụ chúng ta sẽ thấy bệnh nhân kích thích hơn, vật vã hơn, khó chịu hơn. Những cái đó nó là thể hiện là cái ý thức nó đã bắt đầu thay đổi rồi. Thì ở đây chúng ta có biểu hiện của giảm mô mô này, chúng ta có biểu hiện của suy tuần hoàn. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm cái thêm cái dấu hiệu của giảm sử dụng oxy mô nữa, oxy tế bào nữa là sốc. Tất nhiên là chúng ta không chờ xét nghiệm về ha. Chúng ta đến đây chúng ta đã gần như có đầy đủ thông tin về sốc rồi, chúng ta đã can thiệp điều trị trong lúc chờ xét nghiệm. Chúng ta qua slide kế tiếp. Rồi bắt đầu người ta điều trị, nghĩa là người ta cho xét nghiệm rồi đó. Xét nghiệm, người ta đi xét nghiệm trong lúc chờ kết quả, người ta đã can thiệp điều trị rồi. Thế chúng ta thấy là người ta sẽ đổ dịch, đổ dịch trước. Đổ dịch thì đây người ta ghi tổng cộng dịch là 5 lít mà không ghi là trong bao nhiêu lâu, trong thời gian bao lâu. Tất nhiên nó là ghi một cái tóm tắt, vắn tắt. Nhưng các bạn phải để ý là cái liệu pháp truyền dịch là một cái không phải truyền như thế nào cũng được. Chúng ta sẽ có bốn giai đoạn truyền dịch. Giai đoạn thứ nhất ta gọi là giai đoạn rescue. Chữ row nó viết tắt của cái ROSE. Đó. Thì cái giai đoạn đầu tiên của truyền dịch đó, ta gọi là giai đoạn rescue. Chúng ta truyền rất là nhanh. Nhanh nhưng mà không phải là chúng ta cứ cắm chai dịch chúng ta truyền đâu, mà chúng ta sẽ truyền là nửa lít. Nhưng trong lúc cái dịch nó chảy á, chúng ta cứ mỗi 5-10 phút chúng ta đã theo dõi bệnh nhân rồi. Thì tốc độ truyền dịch nó có thể lên tới 20 mg/kg cân nặng trong vòng 5 đến 10 phút. Truyền rất là nhanh và rất là nhiều. Nhưng chúng ta không phải chờ hết dịch chúng ta mới đánh giá, mà trong lúc cái dịch nó chảy chúng ta đã đánh giá rồi. Và mục tiêu là chúng ta đưa cái huyết áp lên ở mức tối thiểu. Huyết áp trung bình là khoảng 60 đến 65 mét nữa. Rồi sau giai đoạn rescue, khi huyết áp trung bình nó lên được một chút hoặc là nó không cải thiện nhiều lắm đó, thì chúng ta phải kết hợp trong vận mạch. Chúng ta sang giai đoạn kỳ dịch thứ hai, nó gọi là optimization, là phải đảm bảo được cái máu mô. Thì đảm bảo được máu mô nghĩa là chúng ta phải đảm bảo được cung đường tim, mà chúng ta cũng không biết cung đường tim bao nhiêu hết.
chúng ta phải dựa vào huyết áp tiếp. Chúng ta dựa vào cái tứ máu mô là thận và lạc tác. Đó là giai đoạn optimization. Thì giả sử như mọi thứ như như mơ đi, trong đa số trường hợp mọi thứ như mơ tốt hết, thì chúng ta sẽ qua giai đoạn tiếp theo, giai đoạn ổn định. Còn nếu mà chúng ta không được như mơ, bệnh nhân thất bại đó, thì chúng ta phải triển khai các kỹ thuật đánh giá huyết động ở đây. Còn nếu mà mọi thứ tốt lên thì chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn ổn định bệnh nhân. Đó là chúng ta chuyển dịch theo nhu cầu thôi. Và cuối cùng là giai đoạn xuống thang, nó gọi là evacuation đó, hoặc là de-escalation đó, là chúng ta sẽ lấy dịch bệnh nhân ra, những cái dư thừa mà chúng ta truyền vô lúc lúc, lúc nãy. Thì bệnh nhân đây truyền được 5 lít. Thì đây có câu hỏi, truyền dịch thì có phải đo CVP không? Thì trước kia thì để theo dõi truyền dịch, chúng ta dựa vào CVP. Thế thì hiện nay thì CVP người ta không có coi trọng nữa. Lý do tại sao? Tại vì mục tiêu chúng ta đó là tứ máu mô, có nghĩa là ở phía bên, ví dụ các bạn để ý, tứ máu mô nghĩa là phía bên trái của tim đi. Còn cái con số CP là đo phía bên phải của tim. Tứ máu mô là thể tích, còn cái con số CP chúng ta đo là áp lực. Thì cái áp lực mà đo bên phải nó chỉ phản ánh thể tích ở bên trái khi hai cái bình này nó thông nhau một cách hoàn hảo thì chúng ta mới đo được chính xác. Nhưng mà thực tế cho bệnh nhân sốc á, thì mọi thứ là thay đổi tất cả hết rồi. Ở tim cũng thay đổi rồi, chân lực mạch cũng thay đổi rồi, mọi thứ thay đổi rất nhiều, dẫn đến là khi chúng ta đo một cái thể tích, một cái con số áp lực bên phải, nó sẽ không phản ánh đúng được một cái thể tích ở bên trái. Đó là lý do tại sao hiện nay người ta không có dùng CP nữa. Nếu mà lâm sàng thì chúng ta cứ dựa vào tiêu chí tứ máu mô thôi, và lắc tác thôi. Còn nếu mà nặng nữa thì chúng ta sẽ can thiệp theo dõi bằng các chỉ số huyết động mà đặt vào phía bên trái tim luôn. Có nghĩa là chúng ta đo vào huyết áp xâm lấn đó. Chúng ta đặt vô chúng ta sẽ biết được. Còn dĩ nhiên là CP vẫn cần để đặt để làm gì? Chúng ta cần một cái đường truyền lớn trung tâm để có thể truyền các thuốc vận mạch. Đó, vẫn cần. Chứ không phải là không cần. Và khi mà một số tình huống mà đặt huyết áp xâm lấn á, chúng ta cũng cần cái thông tin ở bên phải tim, chúng ta đối chiếu hai bên. Các cái phương pháp mà đo huyết động xâm lấn nó lại cần cả thông tin của CV nữa. Tại vì nó sẽ có thuật toán để tính toán cái chuyện này. Rồi. Có một bạn hỏi là sau khi truyền 5 lít có đáp ứng như thế nào? Ở đây chúng ta không có cái thông số sau đó đúng không? Bệnh nhân được dùng kháng sinh. Kháng sinh theo kinh nghiệm nghĩa là sao? Thời điểm này người ta chẩn đoán bệnh nhân là nhiễm trùng đường tiêu hóa, intra abdominal infection. Thì chọn lựa nhiễm trùng đường tiêu hóa, người ta thường chọn và đánh vào gram âm, đó là E. coli. Nếu mà đau ở phía bên phải là nghi ngờ hệ thống gan mật mà kèm theo sốc nữa, thì người ta có thể đánh vào những mầm bệnh nam dương, ví dụ như là enterococcus, đó là điều trị theo kinh nghiệm. Rồi chúng ta sang slide kế tiếp. Thì lúc này chúng ta đang truyền dịch được khoảng chừng 30 phút đến 1 tiếng. Cái phòng xét nghiệm chúng ta đạt chuẩn Mỹ, đây là tình huống của Mỹ mà. Xét nghiệm đạt chuẩn Mỹ là chỉ cần 30 phút 1 tiếng là có kết quả rồi. Chứ còn bình thường mà trong các bệnh viện chắc phải 4 5 tiếng nửa ngày mới có kết quả. Thì chúng ta thấy cái gì? Bạch cầu 2.000, bạch cầu giảm. Đây là một cái câu hỏi cực lớn. Thường sốc nhiễm trùng á, thì cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tăng bạch cầu. Cái trường hợp này bạch cầu giảm, thì bạch cầu giảm này nó có thể do là nhiễm trùng rất là nặng. Tuy nhiên chúng ta review lại bệnh sử của bệnh nhân á, thì bệnh nhân này vẫn chưa phải vào cái diễn tiến mà như thế, mới diễn tiến cấp thôi.
Tình huống thứ hai là bệnh nhân đã có suy giảm miễn dịch, ung thư, nên dẫn đến bạch cầu nó giảm. Nghĩa là bệnh nhân này nếu mà cứu sống được á, là sau đó phải khảo sát rất nhiều thứ để xem coi tại sao bệnh nhân có yếu tố suy giảm miễn dịch như thế. Tiếp theo chúng ta thấy là tự nhiên cái hematocrit cũng thấp, cuộc diễn tiến cấp mới có vài ngày thôi mà đã có cái giảm hematocrit, giảm tiểu cầu, nên là phải đặt vấn đề áp xe gan, siêu âm áp xe gan, bilirubin tăng, những cái diễn tiến này phải đặt cái trong hỏi liền. Thì ở đây chúng ta có cái xét nghiệm lactate là thể hiện cái giảm oxy, sử dụng oxy tế bào nó tăng lên. Bây giờ là đầy đủ các tiêu chuẩn của sốc rồi. Đầy đủ các tiêu chuẩn của sốc. Thế câu hỏi tiếp theo có phải sốc nhiễm trùng hay không? Bạn qua slide kế tiếp. Khí máu. Nãy có trong cái đánh sofa bạn nói là không có chỉ số BA2 trên FiO2, tại sao có khí máu mà lại không có BA2 đây? Khí máu đáng lẽ phải có BA2 chứ. Thì khí máu cái thông tin nó chỉ cho vậy thôi chứ em Em khí có đặt máu nó câu chỉ hỏi cho vậy thôi, còn cái sofa là tại vì em lấy trong cái slide bài giảng của em thì nó ra cái đó, còn cái khí máu của cái bài đó nó chỉ cho cái thế bạn có đặt question tại sao khí máu không có có BO2 không? BO2 kìa, 79 đó, là BO2 đó. Thấy không? BO2 đó, đó là BO2. Nó chỉ cần thiếu cái FiO2 là không biết lúc đó bệnh nhân thở khí phồng hay là thở oxy. Sẽ ra được BO2 và FiO2. Là khi mình đã lỡ làm cái scenario, mình ráng moi hết thông tin trong đó. Không lẽ cái người viết scenario này viết thiếu, đúng không? Rồi, slide kế tiếp. Chụp CT, bệnh nhân này được chụp CT luôn mà không cần cái siêu âm luôn hả? Theo bạn có hợp lý không? tại thường thường em nghĩ siêu âm tại cũng tắt. Siêu âm nó vẫn thuận lợi hơn. Cái hai nữa, bệnh nhân này đang có giảm chức năng thận, đang sốc, đang truyền dịch lên bờ xuống ruộng, cũng đâu có rảnh rỗi mà đi chụp CT có liền như vậy được, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tại vì nếu mà siêu âm thì người ta chập giò tốt hơn thì em cũng không biết sao người ta chập giò qua CT. Dạ thưa thầy, là mấy cái cây ở Mỹ nó kỳ lắm, các cái cây vào phòng cấp cứu nó cho CT hết rồi. Mốt mình lấy cây của tụi khác thì đừng lấy của mình. Ông nói đùa thôi, thật ra là tại vì để cái scenario họ muốn cho cái thông tin nó mang tính chắc chắn nha, để đỡ cãi cãi nhau, để đỡ phân tích thêm cái này cái kia nữa, cho CT luôn là khỏi cãi nữa, đúng không? Còn cho siêu âm thì bảo là ruột cho bụng đang chướng, hơi nhiều không nhìn thấy rõ, thế là đè ra lại chụp CT tiếp, mất thêm nhiều công đoạn. Rồi Mỹ người ta cho luôn cả CT, CT có cản quang nè, mặc dù là chức năng thận đang giảm, thì thấy là có áp xe gan đa ổ, áp xe gan. Đấy thì mà siêu một cái là người ta có thể chọc hút mà cấy luôn, trong vòng 1 giờ có kết quả luôn hả, 2 giờ có kết quả luôn hả, thường cấy ra bao nhiêu lâu có kết quả? Mấy ngày sau này Có bao giờ cấy ra 2 giờ có kết quả không? nghĩ là không. Sao vậy, sao lại nghĩ là không được? Bạn biết là người ta cấy COVID bao lâu có kết quả không? 20 phút. Virus người ta còn làm được có chừng 90 phút là có kết quả rồi. Thật ra là nó ngoài lề thôi, hiện tại các công nghệ real-time PCR nó rất là phát triển. Đã.
thì nó có những cái gọi là panel vi sinh. Khi mà mình lấy được cái mẫu bệnh phẩm á, mình đưa cái mẫu bệnh phẩm nó vào cái panel, nó có sẵn những cái đoạn mồi đã được thiết kế trước à, thì nó sẽ giảm được cái thời gian xét nghiệm rất là nhiều. Thay vì trước kia là phải 2 3 ngày chúng ta mới có kết quả cấy, thì chúng ta dùng cái kỹ thuật real time PCR thì cũng mất, về mặt cái máy chạy nó mất có 1 giờ thôi à, nhưng mà do người ta có thể double check à, người ta làm cẩn thận hơn thì nó mất khoảng 2 giờ, nó sẽ cho chúng ta kết quả vi sinh luôn, siêu không. Thì kết quả bệnh nhân này ra cái gram dương, cầu khuẩn liên cầu gram dương stress à, thì với C3 đã có hiệu quả trên stress rồi. Tuy nhiên tại vì do nó là cái ổ áp xe à, người ta có thể cho phép phủ thêm cái kỵ khí à, và nếu mà nó có stroke sốc mà nó không đáp ứng nữa thì có thể người ta sẽ phủ thêm enterocop à, như là kết hợp cả vi sinh và kháng sinh. Thì may mắn là bệnh nhân này có đầy đủ thông tin hết rất là nhanh à, còn cái slide cuối cùng của bạn nhé, tiếp theo là slide chẩn đoán sốc nhiễm trùng. Thì trước kia để chẩn đoán sốc nhiễm trùng á, là người ta dựa vào cái tiêu chuẩn là ổ nhiễm trùng cộng với hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Mà sau này người ta có một chút thay đổi, nghĩa là đầu tiên á, người ta sẽ dựa vào vẫn là ổ nhiễm trùng thôi, lúc nào cũng ổ nhiễm trùng đó, người ta sẽ có những bước là bước sàng lọc. Sàng lọc người ta có thể dựa vào quýt sofa hoặc là early warning signs, tùy theo nơi, có nơi sẽ dùng quýt sofa, dùng nơi early warning signs, tại vì lúc đó chúng ta chưa có cận lâm sàng mà. Thì sau cái bước sàng lọc, nếu chúng ta nghĩ về sốc nhiễm trùng á, thì người ta bắt đầu người ta làm sofa. À, sofa thật ra là nó là một cách nói của tổn thương chức năng cơ quan thôi. Thì trong đó có những cái cơ quan đại diện mà chúng ta nhìn trong cái thang điểm sofa. Thì tổn thương chức năng cơ quan chúng ta có thể dựa vào giả tuyến mô nè và lắc tát là cũng đã đủ rồi. Còn sofa nó sẽ cho chúng ta thêm một cái thông số quan trọng nữa là tiên lượng khả năng tử vong. Sau khi chúng ta điều trị á, chúng ta thấy điểm sofa tốt lên, điểm cái tiên lượng tử vong giảm. À, cho chúng ta biết được cái hiệu quả điều trị. Đó là cái ý nghĩa của cái sofa. Rồi bệnh nhân này qua slide kế tiếp. Bệnh nhân này đã có cái biểu hiện của tủ để chẩn đoán sốc rồi, cộng với ổ nhiễm trùng. À, sốc là gồm có suy tuần hoàn huyết áp tụt, có chi lạnh, có lắc tóc tăng, đã sốc cộng với ổ nhiễm trùng nữa. Ta nghĩ là sốc nhiễm trùng. Ở đây bạn có ghi một câu là absence of hypovolemia. Em làm gì là đổ dịch nhiều ý vậy? Là không có giảm thể tích mà đổ dịch nhiều, bệnh nhân này có tiêu chảy không? Đó thầy. À, thì sao lại có bỏ sốc giảm thể tích đây? Cái ảnh nó phun phun một cái hình đó, nó có cái đó À, nghĩa là bạn kiếm một cái ảnh nó không khớp vô cái ca này đúng không? Bệnh nhân này ban đầu là có tiêu phân lỏng à, mình không khai thác được là tiêu phân lỏng bao nhiêu lần một ngày đúng không? À, khả năng là bệnh nhân này có cả sốc dạng 2 là vừa giảm thể tích, cho nên người ta đổ dịch rất là nhiều, có 5 lít lần. Rồi, các bạn có ý kiến gì không? À, tác giả của ca này có thắc mắc, trăn trở vấn đề gì trong cái case lâm sàng này không? Dạ không thầy, không, không. Thế nãy giờ sau khi phân tích xong thì em thấy là cái case của em nó có sáng hơn chút nào không? Hay là nó vẫn tối mù giống như là mình lúc mình copy? Không, nó vẫn sáng thầy, nhưng mà tại vì nó vẫn có, khi em làm em đã thấy có những điều bất hợp lý rồi. Ví dụ tại sao bệnh nhân không siêu âm, siêu âm nó, ví dụ như thầy chọc thì chỉ cái nguy cơ mà
chọc qua CT nó nguy hiểm hơn với việc này chọc qua siêu âm nó vẫn có cái lợi của cái khi mà chọc. Mình không có tác giả thì mình hỏi đúng không? Rồi. Các bạn khác có ai có thêm thắc mắc gì không về cái ca này hoặc là thắc mắc về cái bài ngày hôm nay? Luôn có thắc mắc gì không Luân? Các bạn có thể gõ hoặc có thể trao đổi trực tiếp. Có bệnh nền di dịch ngoại bào như xơ gan, hội chứng thận hư thì xử trí sốc và truyền dịch vẫn xài saline hay amin? Đúng là câu hỏi cũng khó nha. Đó là lý do tại sao người ta sẽ có một cái bài riêng nó gọi là fluid therapy. Cái phần truyền dịch của mình ngày hôm nay nó chỉ là truyền dịch chung cho hầu hết các trường hợp. Thì trên lâm sàng chúng ta sẽ gặp những tình huống là bệnh nhân có một cái nền tảng là dịch ngoại bào không như bình thường. Thì nếu mà chúng ta gặp những trường hợp đó thì đầu tiên chúng ta vẫn can thiệp giống như can thiệp chung, nhưng khi mà chuyển sang giai đoạn rescue thì vẫn chúng ta vẫn phải áp dụng, nhưng khi chuyển sang giai đoạn optimization chúng ta phải triển khai sớm hơn. Cái dạng rescue chúng ta sẽ rút ngắn hơn, có nghĩa là chúng ta sẽ phải áp dụng các kỹ thuật đánh giá huyết động sớm hơn, đánh giá huyết động sớm hơn. Về cái dịch truyền thì ở các nước người ta rất nhiều tác giả người ta chuộng cái dịch albumin 5% hơn là dịch tinh thể. Nhưng mà khi chúng ta truyền dịch tinh thể vô thì cái lượng thể tích đạt được trong trong nội mạch á, nó tại vì khi chúng ta truyền nó sẽ tái phân bố trên nền bệnh nhân xơ gan hoặc hội chứng thận thận hư đó, thì cái mạch máu cái tính thấm nó lại tăng sẵn rồi, nên là cái hiện tượng tái phân bố nó sẽ xảy ra nhiều hơn. Và cả cái trường hợp sốc nhiễm trùng cũng vậy đó, hiện tượng tái phân bố nó cũng xuất hiện. Do đó nhiều tác giả người ta sẽ ưa dùng dịch có một chút keo gọi dịch albumin 5%. Ở nước mình thì không có dịch albumin 5%, ở mình thì albumin thì được mặc định là chỉ dùng cho cung cấp bù albumin thôi, bù protein đó. Đó. Chứ còn không được xem như là một dạng dịch truyền, nên là mình phải lấp liếm bằng cách là gắn cái chập ba vừa dịch albumin cộng với một cái đường truyền saline hòa loãng ra, làm sao tính toán làm sao cho nó thành 5%. Thì cái đó nó sẽ giúp duy trì được áp lực keo, và trong cái phác đồ truyền dịch nó vẫn có tồn tại cái này. Còn cái dịch cao phân tử, còn một cái dạng nữa là cao phân tử thì hiện nay rất là ít dùng, tại vì cao phân tử á, nó sẽ có cái hiện tượng là tăng cái áp lực thẩm thấu ở trong thận, nó dễ gây ra suy thận, tổn thương thận xấu hơn. Và một số cái dịch cao phân tử nó có thể kích thích cái phản ứng phản vệ, cho nên giờ ta bỏ rồi, dịch dextran người ta bỏ rồi, ta chỉ còn có dịch hết 6% thôi. Cái nồng độ thẩm thấu cao phân tử càng cao thì khả năng suy thận tổn thương thận càng cao. Vì đó hồi xưa nó có dịch cao phân tử 10% nữa, giờ người ta cũng bỏ rồi, người ta chỉ duy trì 6% thôi. Thì dịch cao phân tử trong các dạng sốc bây giờ người ta sẽ dùng khu trú lại cho sốc sốt xuất huyết này, hoặc là sốc mất máu trong sốc chấn thương đó. Đó. Người ta gọi là cái conservative management, cái chiến lược đó. À, người ta sẽ có thể dùng dịch cao phân tử tạm thời. Chứ còn các dạng sốc khác như là sốc tim hoặc là sốc nhiễm trùng người ta không có dùng. Rồi câu hỏi tiếp theo, nếu sau khi đổ dịch bệnh nhân có đáp ứng
không còn tụt huyết áp nữa thì có lại được sốc nhiễm trùng không? Ok. Tại sao hồi xưa người ta gọi là cái guideline của Surviving Sepsis Campaign trước kia đó, người ta chẩn đoán sốc nhiễm trùng dựa trên hội chứng đốc viêm toàn thân, mà hội chứng đốc viêm toàn thân thì nó không có đặc hiệu đó, cho nên là người ta đưa ra một cái giải pháp là nếu mà truyền dịch vô mà huyết áp cải thiện rất là tốt, nghĩa là huyết áp về bình thường, mọi thứ về bình thường hết, tế bào mô về bình thường hết, sử dụng oxy tế bào về bình thường hết, thì cho phép nghĩ về sốc giảm thực tích đó, và có thể là ít nghĩ đến về sốc nhiễm trùng đó. Đó là trước kia các guideline về sepsis campaign người ta đưa ra cái khái niệm đó. Nhưng mà hiện nay á, thì cái quá trình tiếp cận sốc nhiễm trùng nó rõ ràng hơn nhiều rồi. Ngay từ đầu người ta đã có cái dấu hiệu là ổ nhiễm trùng rồi, hoặc là chúng ta phải bằng mọi giá đi tìm được cái ổ nhiễm trùng, hoặc là bằng mọi giá chúng ta phải loại được là không có ổ nhiễm trùng. Chúng ta phải cấy máu, chúng ta phải cấy nước tiểu, chúng ta phải soi phân, chúng ta phải chụp phim phổi để loại trừ được cái biểu hiện của sốc nhiễm trùng. Chúng ta có biểu hiện của đáp ứng viêm, ví dụ như rocaxitamin, CRB, có biểu hiện đáp ứng viêm. Rồi chúng ta có điểm Quixofa, điểm Sofa và Ergonisai hỗ trợ nữa. Nên là hiện nay để nhầm lẫn giữa sốc giảm thể tích và sốc nhiễm trùng là khó lắm. Sốc giảm thể tích thì không thể nào có biểu hiện đáp ứng viêm được, rồi cũng không thể nào mà có Sofa được. Nên là hiện nay thì cái này nó không có phải khó để phân biệt. Nên là khi chúng ta đã có những cái cận lâm sàng nó về, chưa kể là các kỹ thuật vi sinh nó cũng rất là phát triển rồi, như nói là cái real-time PCR nó cái kết quả rất là nhanh, chúng ta có thể chẩn đoán sốc nhiễm trùng khá dễ dàng. Dĩ nhiên là còn một cái khó nữa là giữa sốc nhiễm trùng với sốc viêm tụy cấp. Sốc viêm tụy cấp có phải là sốc nhiễm trùng hay không? Viêm tụy cấp nó cũng gây ra sốc vậy. Cái này là khá là khó. Bỏng, bệnh nhân bị bỏng nặng, mất nước, sốc, cũng có đáp ứng viêm vậy. Đó. Có phải là sốc nhiễm trùng hay không? Đây là trường hợp rất là khó. Khó thì cũng như tôi phải học nhiều thêm nữa mới giải quyết được ha. Rồi tài liệu nào đọc về cơ chế siêu hấp? Rồi có hai cuốn sách mà ta gọi là dân phòng hô hấp sẽ rất thích, nó gọi là cuốn Fishman và cuốn Egan. Fishman về Egan hấp. Đó là hai cuốn sách mà trong cái phần bài siêu hấp người ta nói rất là kỹ. Trong đó riêng cái cuốn Egan đó là muốn làm thở máy thì cái tụi mà viết Egan là các tác giả này cũng là cái tác giả mà sẽ viết rất nhiều về máy thở. Cho nên là chúng ta sẽ học được nhiều thông tin trong cái cuốn Egan. Còn Fishman thì nó sẽ chung hơn. Còn bên nội khoa thì hay ta đọc cuốn Murray. Nội khoa là người ta đọc Murray. Đây là các cuốn sách mà cái nội dung về siêu hấp rất là kỹ. Bạn có thể đọc thêm cho nó. Rồi. Nếu không còn câu hỏi gì thì cái bài chúng ta sẽ ngưng tại đây. Lộc ơi thì sắp tới thì trường Tân Tạo đã học lại bình thường chưa? Dạ thưa thầy, tuần tới chưa, tuần tới vẫn học online thầy. Có online là vẫn airway breathing circulation. Thì circulation thì còn thiếu cái phần nhịp. Nhịp thì mới nhắc sơ sơ thôi. Thì trong cái bài ACS thì sẽ nhắc lại một lần nữa là cái phần nhịp, xử trí nhịp cấp cứu thôi chứ không phải là xử trí rối loạn nhịp theo tim mạch. Thì bài kế tiếp chúng ta sẽ qua chỉ D là disability,
trong cái tiếp cận đó, là chúng ta có A, B, C, D, E. Thì chữ D là phần tới là disability, nghe chúng ta tiếp cận một bệnh nhân rối loạn ý thức. Rồi, xin hẹn gặp các bạn lại.